Phi lưu tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Thực tập luật sư, thẩm phán đưa vào ngục giam giảm máy may, thế giới song song, hay AK trở thành luật sư. Kỳ thực tế kết thúc, hắn tiếp nhận vụ kiện đầu tiên liền khiếp sợ thế gian. Bị cáo. Tôi là trẻ vị thành niên, tôi bị trầm cảm, tôi muốn được thả ra trước tòa. Lâm Xuyên. Đệ nhất tố cáo, bị cáo tử hình. Thực hiện ngay lập tức. Luật sư bị cáo đương sự của tôi không vi phạm pháp luật. Lâm Xuyên Khiếu nại thứ hai, luật sư bị cáo bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm, thu hồi tư cách hành nghề luật sư. Thẩm phán trưởng Anh đang dạy tôi làm việc. Nếu không anh sẽ là thẩm phán. Lâm Xuyên Yêu cầu thứ ba là tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời. Sau một phiên tòa, hiện trường chỉ còn lại nhân viên dự thính trung lẫy bẫy. Đại ca, ta chính là đến xem náo nhiệt, không phải cũng muốn đi vào giảm máy may chứ. Cư dân mạng Thật sự là một phiên tòa xét xử sản khoái. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 001 Đạo lý đối nhân xử thế, tu hú chiếm tổ chim khách. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lữ Châu, văn phòng luật sư Tân Dương tiểu lâm bắt đầu từ ngày mai cậu không cần dùng nữa cao quản lý anh đây là ý gì muốn sa thải tôi tôi đã phạm sai lầm trong kỳ thực tập hay là năng lực của tôi không thể đạt được yêu cầu của công ty luật tân dương lâm xuyên đột nhiên bị gọi đến văn phòng quản lý nhân sự lão cao đi thẳng vào vấn đề muốn sa thải hắn hành vi bất thường này làm cho lâm xuyên không hiểu là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của một trường luật hàng đầu ở long quốc hắn trải qua tầng tầng tuyển chọn, vào thực tập tại văn phòng luật sư tốt nhất Lữ Châu. Không chỉ cẩn trọng trong thời gian một năm thực tập, hơn nữa bằng vào năng lực xuất sắc, còn giải quyết mấy vấn đề pháp lý khó khăn cho văn phòng luật. Nhưng, thật không ngờ, còn chưa ra kỳ thực tập, văn phòng luật sư Tân Dương lại muốn tá ma dết lừa. Lâm Xuyên đồng học, cậu không có phạm sai lầm gì, hơn nữa cậu là luật sư có thiên phú nhất mà tôi từng gặp. Nhưng không có biện pháp. Trương Sương Minh, anh biết không, luật sư ác chủ bài của văn phòng luật chúng tôi. Con trai ông ấy năm nay tốt nghiệp, cho nên. Năm nay vị trí luật sư duy nhất được ông ấy đặt trước. Quản lý nhân sự lão cao bất đắc dĩ buông tay. Trương Sương Minh là đại luật sư xếp hạng thứ ba của Lữ Châu, cũng là trụ cột của sở luật sư Tân Dương. Hắn chỉ có một mình, chỉ tạo ra một phần tư hiệu quả kinh tế cho luật sư Tân Dương. Vì vậy, các cổ đông của văn phòng luật sư cũng không dám đắc tội với anh ta trải qua bốn lần phỏng vấn từ trên trăm đại học nổi danh ưu tú tốt nghiệp trung vết ra đến cuối cùng thành người khác áo cưới lâm xuyên siết chặt nắm tay không phải hắn không đủ ưu tú mà là đánh không lại xã hội nhân tình không có biện pháp bạn học lâm xuyên chỉ có thể ủy khuất cậu lão cao quản lý nhân sự vẻ mặt ấy nấy hắn lật xem sơ yếu lý lịch của con trai trương xương minh quả thực muốn ói. con trai trương xương minh bởi vì không thi đậu đại học cho nên ở nước ngoài học một trường gà rừng còn mỹ kỳ danh viết rùa biển. luận về hàm lượng vàng của các trường đại học, trường luật Kyoto mà hay Aka theo học có chuyên ngành luật hàng đầu trong nước tỷ lệ trúng tuyển là một phần vạn. mà trường gà rừng mà con trai trương xương minh học tiêu tiền là có thể vào, hai người khác nhau như mây buồn. và con trai trương xương minh hắn đã gặp qua hình tượng thì không nói, kẻ trọng mắt chuột, mấu chốt là miệng lưỡi còn chưa rõ ràng, căn bản không phải là dự liệu của luật sư. Mà Lâm Xuyên chẳng những có hình tượng tốt, tài năng của luật sư đã được lấp đầy. Ông ấy không chỉ gặp qua điều luật là không quên được, còn có thể vận dụng linh hoạt. Kiến thức cơ bản của luật sư Lâm Xuyên Hơn 2 phần 3 số luật sư trong văn phòng luật sư Rất nhiều luật sư già đều cần lật sách giải quyết vấn đề, hắn vừa ra tay, thế nhưng lại dễ dàng giải quyết vì vậy tất cả mọi người trong văn phòng luật cho rằng lâm xuyên chuyển chính thức chỉ là vấn đề thời gian sau này trở thành luật sư chính thức tiền đồ vô lượng nhưng thật không ngờ trương xương minh đâm ngang một đòn thế nhưng an bài đứa con ngốc của hắn đi cửa sau cưu chiếm tổ chim khách sa thải cô vô cớ là sai lầm của văn phòng luật sư tân dương chúng tôi xét thấy biểu hiện xuất sắc của cô trong kỳ thực tập chúng tôi sẽ bồi thường tiền lương gấp 4 lần kỳ thực tập. Quản lý nhân sự lão cao từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư thật dày. Bên trong toàn là tờ 100 đô. Lâm Xuyên học luật, hắn biết, ngay cả khi tự mình đi trọng tài lao động, số tiền bồi thường có thể nhận được cũng chính là con số này. Mặt khác, luật sư Trương xương Minh vì biểu đạt xin lỗi, cố ý đưa anh ra tòa. Mặc dù chỉ là trợ giúp pháp lý, không có lợi nhuận kinh tế. Nhưng, có thể tích góp kinh nghiệm cho con đường luật sư sau này của anh. Lão Cao từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ. Nó nói rằng, vụ ném đá vị thành niên trên đường cao tốc số 26. Nguyên đơn không có tiền thuê luật sư, chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp pháp lý. Luật sư Trương Sương Minh vận dụng quan hệ, đưa vụ án này cho anh, đây là bồi thường lớn nhất mà anh ta có thể làm. Lâm Xuyên Đồng học, vụ án này ngươi muốn nhận sao? Lão Cao Vương Tây nâng mông đưa hồ sơ qua. Lâm Xuyên không nói gì, mà là lạnh lùng nhận lấy hồ sơ. Dù chưa chính thức trở thành luật sư, nhưng hắn cũng biết, trợ giúp pháp lý ngay cả khi không có lợi nhuận, cũng có rất nhiều đồng nghiệp tranh nhau đi làm luật sư biện hộ, vì thắng kiện, có thể đạt được danh tiếng. Trong giới luật sư, danh tiếng tương đương với máy in tiền. Đúng rồi, bạn học Lâm Xuyên. Thân thiện nhắc nhở ngươi một chút nếu như ngươi tiếp nhận vụ án này, cũng không cần hao tâm tốn sức chuẩn bị. Thứ nhất, cách thời gian mở phiên tòa chỉ có hai ngày. Anh là luật sư của Nguyên Đơn, trước mắt mà nói, tất cả chứng cứ đều không thể đạt tới tiêu chuẩn tuyên án. Mà trong thời gian hai ngày, với nhân mạch của ngươi, căn bản không thu thập được chứng cứ hữu dụng. Thứ hai, thân phận của bị cáo là trẻ vị thành niên. Ngươi mặc dù là luật sư thực tập, cũng nên biết vị thành niên là kim bài miễn tử đủ để chống lại pháp luật. Thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất. Đối thủ của ngươi, cũng chính là luật sư biện hộ của bị cáo, chính là Trương Sương Minh. Hắn làm luật sư hơn 30 năm, biện hộ vô tội tỷ lệ thành công cao tới 60%, giảm hình phạt tỷ lệ thành công cao tới 90%. Số liệu trên vẫn chỉ là thống kê bất lợi cho việc biện hộ của hắn vụ án thuận buồm xuôi gió như hôm nay trong sự nghiệp của trương xương minh chưa từng thất bại cho nên bạn học lâm xuyên nếu cậu quyết định nhận vụ án này trong hai ngày kế tiếp đừng lãng phí thời gian vào vụ án thắng kiện là không thể thắng kiện thừa dịp thu chiêu còn chưa kết thúc nhanh chóng đến văn phòng luật sư khác phỏng vấn lão cao kỳ thật không có ác ý biểu hiện của lâm xuyên ở văn phòng luật sư tân dương anh đã nhìn thấy rất cảm kích vì vậy những lời phía trên đều là từ tận đáy lòng anh nói ra nhưng ánh mắt lâm xuyên lại đột nhiên sáng lên giám đốc cao anh nói luật sư biện hộ của đối phương là ai trương xương minh chính là luật sư kim bài đã sắp xếp cho con trai ông ta đi cửa sau đảm nhiệm vị trí của anh được nếu đối thủ là hắn vậy vụ án này tôi nhận lâm xuyên nắm chặt hồ sơ trong tay vốn với tính cách của lâm xuyên tuyệt đối sẽ không nhận quà tặng nhục nhã của người khác nhưng nghe đối thủ là trương xương minh hay Syria quyết định phá vỡ nguyên tắc này lần này hắn muốn cho trương xương minh chiến tích toàn thắng của thuận phong cục phá cái chỗ chương không không vị thành niên bệnh trầm cảm hung hài tử bạn đang nghe tại truyện chấm audio citv kênh tin tức phóng viên đài chúng tôi đưa tin nạn nhân xảy ra tai nạn xe cộ ở đường cao tốc Lữ Châu số ngày 26 tháng 9, qua sự nhiệt tình của người dân, nạn nhân là quá phụ của ca sĩ Quá Cố Trình Phi. Ca sĩ Trình Phi là một người làm công ích, cả đời cống hiến cho sự nghiệp công ích xã hội. Ông đã biểu diễn hơn 300 buổi biểu diễn tình nguyện. Hơn 6.000 giờ tình nguyện và tài trợ cho 183 trẻ em nghèo ở vùng núi. Đó là sự đóng góp vô tư cho hơn 150 trẻ em thất học và người khuyết tật. 37 trẻ mồ côi được nhận nuôi và số tiền quyên góp hơn 3 triệu nhân dân tệ. 6 giờ tối, kênh tin tức CITV phát sóng đúng giờ. Tin tức đầu tiên chính là sự kiện tai nạn xe cộ trên đường cao tốc Lữ Châu thời gian trước. Lúc đó, vụ tai nạn giao thông đường cao tốc Lữ Châu không thu hút sự quan tâm rộng rãi, thậm chí còn không có trên báo. Bởi vì, tai nạn xe hơi trên đường cao tốc là rất phổ biến. Một tháng sau vụ tai nạn, Đài Trung ương lại đột nhiên nhận được tin tức nhiệt tình của người dân. Hóa ra, nạn nhân tai nạn xe cộ trên đường cao tốc Lữ Châu, không ngờ lại là quá phụ của ca sĩ quá cố Trình Phi. Trình Phi Khi còn sống tuy không phải là ca sĩ hạng A, nhưng bởi vì anh lặng lẽ dốc sức cho sự nghiệp công ích, sau khi được truyền thông tung ra thiện chí công ích, cũng vì vậy mà anh đã giành được nhiều huy chương do chính phủ trao tặng, tên ca sĩ Trình Phi ngày càng được nhiều người biết đến nhưng người tốt không sống lâu, Trình Phi mới 37 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày, lúc đó có rất nhiều người nhiệt tình còn phát động hoạt động tế bái trên mạng, dùng để kỷ niệm Trình Phi. Vợ anh ta, bà Trình, cũng công khai bày tỏ thái độ trước giới truyền thông, sẽ kế thừa di chí của Trình Phi, tiếp tục sự nghiệp công ích. Nhưng thật không ngờ, thời gian thoáng cái đã qua, bà Trịnh cũng qua đời vì tai nạn xe cộ. Sau khi Đài Trung ương đưa tin này, khán giả canh giữ trước tivi càng ngày càng nhiều. Theo điều tra của cảnh sát, bà Trịnh, quá phụ của Chen phây, khi đang đi trên đường cao tốc Lữ Châu vào đêm ngày 26 tháng 9, đã bất tỉnh sau khi một viên đá bất ngờ đâm vào mặt, dẫn đến tai nạn xe hơi. Như mọi người đều biết, nhận được sức mạnh của đá quán tính và tốc độ cao của ô tô, lực của cả hai chồng lên nhau, năng lượng rất đáng sợ. Vì vậy, hãy khôi phục video dựa trên mô phỏng của cảnh sát tại hiện trường những viên đá đã trực tiếp đập vỡ kính trước của chiếc xe, đánh vào mặt bà hen hoặc gián tiếp gây ra nguy cơ tử vong. Bởi vì giám sát hiện trường không sửa chữa. Vì vậy, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy nguyên nhân tử vong trực tiếp của cô Trịnh là do đá đâm vào mặt hay chấn thương thứ cấp do tai nạn xe hơi. Mà trên đường cao tốc, tại sao lại có đá đột nhiên tập kích xe cổ chứ? Theo lời khai của cảnh sát, tối ngày 26 tháng 9, một thiếu niên vị thành niên bởi vì trầm cảm, đi tới khu vực không người trên đường cao tốc Lữ Châu giải quyết tâm tình. Đương sự vô ý ném hòn đá ra ngoài. Nhưng trời xuôi đất khiến, lại khiến bà Trịnh mất đi tính mạng. Phóng viên đài này nhắc nhở các vị khán giả. Đường cao tốc là khu vực nguy hiểm, cá nhân bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng có thể gây ra tai nạn giao thông. Mọi người phải suy nghĩ trước khi làm. Mặt khác, trầm cảm thanh thiếu niên là hiện tượng quần thể đài này kêu gọi khán giả, các phụ huynh cần chú ý đến quần thể trầm cảm thanh thiếu niên. Khai thông kịp thời chứng trầm cảm của thanh thiếu niên là cấp bách. Cuối cùng, chúng ta hãy mặc niệm cho bà Trịnh, người đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp công ích. Có thể thiên đường không có khó khăn. Tin tức đài trung ương vừa kết thúc, nhiệt độ trên Internet tự như ngồi tên lửa tăng lên. Có cư dân mạng quan tâm đến vụ tai nạn giao thông ở Lữ Châu ngày 26, chính nhanh chóng tăng lên. Thậm chí, Trình Phi, Trịnh Phu nhân cùng với tai nạn xe cộ trên đường cao tốc Lữ Châu ba cái hình thành từ liên quan mạng lưới. Chỉ cần tìm một cái, bạn sẽ tự động liên kết và gửi tin tức liên quan. Mà các nền tảng tin tức chủ lưu lớn, Vi Bác, Tri Hộ, Thiếp Đi, hộ Phát, cư dân mạng triển khai thảo luận về các đề tài liên quan ai, khoảng thời gian trước còn nghe nói Trịnh Phu Nhân đi vùng núi quyên tiền tin tức, không nghĩ tới. Hai vợ chồng Trình Phi vẫn tận sức vì công ích, nhưng mà đều là tráng niên mất sớm, thật sự rất đáng tiếc. Đây là cái thế đạo gì, người tốt không sống lâu, bại hoại sống ngàn năm. Lúc đầu, trên các nền tảng truyền thông lớn, cư dân mạng đều thở dài vì cái chết của bà Trịnh. Nhưng vào lúc 9 giờ, đấu âm bình đài đột nhiên có một cái video bạo phát nội dung video là về vụ tai nạn giao thông đường cao tốc Lữ Châu số 26, nguyên nhân cái chết của bà Trịnh Trẻ vị thành niên ném đá có nên bị trừng phạt hay không? Video bùng nổ này, một lần nữa dẫn tới thảo luận rộng rãi. Hùng hai tử, dám ném đá trên đường cao tốc, tâm nhãn quá xấu, ta ủng hộ hình phạt. Tốt nhất là không hẹn. Đúng, phải xử phạt, phụ huynh cũng có trách nhiệm. Phán quyết. Phán thế nào? nó còn là một đứa trẻ đứa nhỏ làm sao vậy muốn tôi nói nên hình phạt nên xử bắn một mạng đền một mạng các anh không nghe cảnh sát báo cáo sao người ta bị trầm cảm người bị trầm cảm rất nhiều hành vi sẽ không được kiểm soát có lẽ đứa trẻ này chủ quan không muốn làm tổn thương người khác hơn nữa cảnh sát cũng nói người ta có thể là vô tâm trên mạng cư dân mạng về cơ bản chia làm hai phe phái thứ nhất, ủng hộ hình phạt, nhân số chiếm 90%. Và một nhóm nhỏ khác, còn cho rằng đương sự bị trầm cảm, vẫn là trẻ vị thanh niên, không thể bị kết án. Khi trên mạng, khi thảo luận sôi nổi về việc con gấu có bị kết án hay không, có người tuôn ra, thời gian xét xử vụ án ném đá vị thành niên trên đường cao tốc Lữ Châu. Hai ngày sau, ngày 25 tháng 10, sẽ tiến hành phiên tòa xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân thành phố Lữ Châu miễn là người dân địa phương đều có thể đi dự thính ngoài ra trên mạng cũng sẽ đồng bộ phát sóng hình ảnh phiên tòa xét xử làm cho người dân biết công khai và công bằng trong khi đó tất cả cư dân mạng bắt đầu quan tâm ai là luật sư kiện cho bà trịnh sau đó có người tiết lộ đầu tiên bởi vì kinh tế của bà trịnh đều dùng vào sự nghiệp công ích sau khi qua đời cũng không có tiền đi mời luật sư vì vậy chính phủ đã cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí sau khi tính chân thực của tin tức này được nghiệm chứng các cư dân mạng ủng hộ hình phạt của hùng hải tử tâm tình lập tức sa sút trợ giúp pháp lý miễn phí do chính phủ cung cấp có ai hiểu không điều này có nghĩa là gì ý tứ chính là tiền nào của nấy năng lực của luật sư và phí luật sư có liên quan luật sư miễn phí đều là gà thái khi tòa án đối chiếu kinh nghiệm thuần khiết trên lầu nói đúng chỉ có luật sư không nổi tiếng mới nhận viện trợ pháp lý miễn phí nói như vậy hung hai tử không chịu được trừng phạt thích đáng tôi là một người hành nghề luật từ góc độ chuyên môn mà nói vụ án này không có khả năng thắng kiện trẻ vị thành niên đặc biệt là những người bị trầm cảm có những hình phạt nhẹ hơn tình tiết phạm tội nghiêm trọng sẽ đưa đến trại quản giáo tiến hành giáo dục tư tưởng về phần tình tiết phạm tội nhẹ bình thường đều sẽ được phóng thích ngay tại tòa sau này do cha mẹ giám sát quản giáo hàng ngày cư dân mạng ủng hộ hình phạt đã nghe các chuyên gia giảng giải chán nản mà ngay sau đó tin tức cuối cùng trên uy chát lại làm cho nội tâm của bọn họ họa vô đơn chí tư liệu về nhân viên thẩm vấn vụ tai nạn giao thông đường cao tốc lữ châu nguyên cáo cô trịnh bị cáo hà thiên nhất luật sư nguyên đơn Lâm Xuyên, luật sư thực tập, vừa bị luật sư Tân Dương sa thải, số lần biện hộ bằng không. Bị cáo luật sư Trương Sương Minh, Lữ Châu bài danh thứ ba kim bài luật sư, thuận phong cục thẩm vấn biện hộ tỷ lệ thắng trăm phần trăm. Sau khi tin tức này được đăng lên lâu, rất nhiều bình luận nổ tung. Một vương giả mạnh nhất địch quân, đồng thao cuộc cường bên ta. Hai thượng tướng năm sau Michael Arthur đánh giá tuyển thủ hai bên nếu so sánh Trương Sương Minh với quyền vương Thái Sâm, vậy Lâm Xuyên chính là người sáng lập ra thiểm điện ngũ liên tiên mã lão sư. 3. Tỷ lệ tố tụng thành công của Lâm Xuyên, không thua gì bỏ ra 10 vạn mua sổ số, trúng giải thưởng lớn 200 triệu, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Chương 003 không không Pháp luật không gian Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên mạng, dư luận về vụ tai nạn giao thông đường cao tốc Lữ Châu lên men, còn Lâm Xuyên, luật sư của nguyên đơn cũng nhận được sự chú ý không nhỏ trên mạng nhưng bởi vì lâm xuyên hiện tại chỉ là luật sư thực tập vì vậy chỉ dựa vào ấn tượng chủ quan cư dân mạng đánh giá anh không cao tất cả đều cho rằng anh ta không thể đảm đương công việc luật sư của nguyên đơn thậm chí có những người nhiệt tình lại khởi xướng các dự án trên mạng hy vọng mọi người quyên góp thuê một luật sư uy tín và giàu kinh nghiệm để kiện bà trình nhưng thật đáng tiếc chỉ còn hai ngày nữa là đến phiên tòa không một luật sư nổi tiếng nào dám bước vào vũng nước đục này hy vọng chiến thắng quá xa vời mà một khi thua rất có thể sẽ bị cư dân mạng bạo lực mạng và còn có thể làm cho sự nghiệp thêm một bút thất bại làm tổn hại danh tiếng ngay cả khi chi phí luật sư được đưa ra là rất lớn nhưng vẫn không tiết kiệm được chi phí vì danh tiếng đối với luật sư là nền tảng kiếm tiền hơn nữa vụ án này gây ra sóng to gió lớn trên mạng, một khi thua kiện, luật sư của Nguyên Đơn có thể nói là thân bại danh liệt, và một khi danh tiếng bốc mùi, sau này sẽ không còn ai thuê anh làm luật sư nữa. Ngay cả các luật sư cũng sẽ tối ưu hóa cho bạn. Vì vậy, đối mặt với phí luật sư cao, không ai trong giới luật sư muốn nhận vụ án này. Cuối cùng, việc lựa chọn luật sư của Nguyên Đơn vẫn không thay đổi. Vẫn là Lâm Xuyên. Tuy nhiên, trên mạng xôn xao nghị luận, Lâm Xuyên căn bản cũng không biết. Vì thời gian eo hẹp, hắn hiện tại đang làm ổ ở trong ổ nhỏ 20 mét vuông, lật xem hồ sơ thắp đèn giả chiến, cố gắng hết sức để tìm bằng chứng về bản án của bị cáo. Vào khoảng 8 giờ 20 phút tối ngày 26 tháng 9, Nguyên Đơn Trịnh Phu Nhân lái một chiếc xe lan viết, chạy với tốc độ 100 trên đường cao tốc Lữ Châu. 8 giờ 21 phút, bị cáo Hà Thiên Nhất xuất hiện bên đường cao tốc Lữ Châu, trong tay cầm cục đá. 8 giờ 23 phút, bị cáo Hà Thiên Nhất ném hòn đá trong tay, đập vỡ kính trước xe lãng giật, đánh trúng mặt bà Trịnh, ô tô mất khống chế đâm vào hàng rào bảo vệ. Do thiết bị giám sát đoạn đường xảy ra sự cố không sửa chữa, không chụp được hình ảnh gây án. Vì vậy, không thể phán đoán bị cáo Hà Thiên ném đá có phải là hành vi cố ý hay không, chỉ có thể phán đoán dựa trên thẩm vấn của cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, Hà Thiên Nhất khẳng định hành vi ném đá là vô tình. Bởi vì chiếc xe mất kiểm soát dẫn đến vụ nổ, làm cho việc khám nghiệm tử thi trở nên khó khăn hơn. Sau khi khám nghiệm tử thi, vẫn không thể xác nhận bị cáo Hà Thiên Nhất ném viên đá trực tiếp dẫn đến cái chết của bà Trịnh. Mà căn cứ vào giấy chứng nhận của bệnh viện mà bị cáo Hà Thiên Nhất cung cấp, hai năm trước, anh ta bị trầm cảm nặng. Mà năm nay, Hà Thiên Nhất vẫn chưa tròn 16 tuổi, thuộc về trẻ vị thành niên. Lâm Xuyên lật xem hồ sơ. Biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Bị cáo Hà Thiên Nhất là trẻ vị thành niên, hơn nửa chưa đầy 16 tuổi. Theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, bất cứ trẻ vị thành niên nào vi phạm pháp luật, cần xem xét nhiều chứng cứ phạm tội, xử lý nhẹ nhàng. Càng nguy hiểm hơn là, Hà Thiên Nhất còn có giấy chứng nhận trầm cảm của bệnh viện. Hắn một mực khẳng định ném đá là hành động vô tình do trầm cảm gây ra cùng với danh tính trẻ vị thành niên của hắn cũng có nghĩa là từ quan điểm pháp lý hắn chủ quan không cấu thành tội phạm hình sự không thể đạt tiêu chuẩn tuyên án mà yêu cầu kiện tụng duy nhất của bên nguyên đơn chính là để hà thiên nhất tuyên án nhưng trong trường hợp cực kỳ bất lợi này mọi người trong giới luật đều biết không luật sư nào có thể thay đổi vào không gian pháp lý lâm xuyên nhắm mắt lại khởi động hệ thống luật sư trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một màn hình lớn văn tự trên hồ sơ trải đều trên màn ảnh như là sống lại không ngừng có tin tức nhắc nhở từ trên màn ảnh lớn lơ lửng đến trước mặt lâm xuyên tuổi của ai thân phận của hà thiên nhất chứng minh trầm cảm ngày một camera giám sát hỏng lâm xuyên lấy tay chạm vào cái thứ nhất nhắc nhở tin tức à hà thiên nhất tuổi ngay sau đó hình ảnh màn ảnh khổng lồ trong đầu đột nhiên thay đổi hồ sơ biến mất không thấy tin tức của Hà Thiên Nhất hiện ra trên màn ảnh rộng. Hà Thiên Nhất, tuổi giả, tuổi trên chứng minh thư là 15, nhưng tuổi thật của anh ta đã đủ 18. Năm 2020, tại đồn công an khu Nam thành phố Lữ Châu, Hà Thiên Nhất sửa đổi ngày sinh. Xem tin tức trên màn ảnh rộng, trong mắt Lâm Xuyên hiện ra vẻ vui mừng. Trẻ em phải đối mặt với pháp luật, tương đương với kim bài miễn tử. Nhưng hệ thống nhắc nhở thì ra hà thiên nhất không phải là trẻ vị thành niên vậy thì tốt rồi sao chép lâm xuyên tâm tư khẽ động hồ sơ sửa đổi giấy khai sinh của hà thiên nhất được in ra ngay sau đó lâm xuyên lại chạm vào cái thứ hai nhắc nhở tin tức hà thiên nhất thân phận trên màn ảnh lớn lập tức làm ra phản ứng hà thiên nhất con trai của hà kiêu chủ tịch tập đoàn an tâm tên thật là hà tiểu long đổi tên với đồn công an khu Nam thành phố Lữ Châu vào năm 2020. Hồ sơ tội phạm, năm 2020 từng bị đưa đến trại cải tạo lao động cưỡng bức vì tội cố ý phóng hỏa, thời hạn một năm. Trong thời gian lao giáo, phụ thân Hà Kiêu vận dụng quan hệ xã hội, chỉ dùng ba tháng, Hà Thiên Nhất đã từ trại lao động đi ra, hơn nữa do Hà Tiểu Long đổi tên thành Hà Thiên Nhất. Quả nhiên, không phải lần đầu phạm tội lâm xuyên bây giờ lại lo lắng hơn ba phần bằng chứng đối với các luật sư đó là một yếu tố quan trọng trong chiến thắng của tòa án tâm tư vừa động chứng cứ hệ thống đổi tên hà thiên nhất và hồ sơ tội phạm được in ra sau đó là giấy chứng nhận trầm cảm của bệnh viện trải qua kiểm chứng hệ thống trầm cảm của hà thiên nhất là giả cũng là giấy chứng nhận giả phụ thân hà kiêu vận dụng nhân mạch viết ra nhưng điều kỳ lạ là khi Lâm Xuyên mở ra chứng minh trầm cảm nhắc nhở thông tin, bên trong còn có chuyện nữa. Nhưng cụ thể chuyện gì thì không rõ ràng lắm, văn, lầm lẫn, giả dối. Không thể trình bày cụ thể, chỉ có thể thông qua tiếp xúc cá nhân mới có thể biết được. Quên đi, trước mặt kệ trương xương minh. Để thu thập thêm bằng chứng, Lâm Xuyên ở trong không gian pháp luật tiếp tục xem thông tin nhắc nhở. Sớm thôi, lực chú ý của Lâm Xuyên tập trung vào video giám sát thất tu phía trên. Vừa rồi, khi Lâm Xuyên xem qua thân phận của Hà Thiên Nhất, anh ta có được một thông điệp ẩn, Hà Kiêu. Cũng chính là phụ thân của Hà Thiên Nhất, hắn là chủ tịch tập đoàn an tâm giám sát, mà vừa vặn, đoạn đường cao tốc Lữ Châu xảy ra tai nạn xe cộ, camera không hoạt động. Lâm Xuyên loán thoáng cảm thấy trong này có mờ ám. Vào trang web Cục Công an Lữ Châu tìm kiếm, quả nhiên, từ năm 2010, Tập đoàn An Tâm và Hệ thống Công an Lữ Châu tồn tại quan hệ hợp tác. Thiết bị giám sát của Lữ Châu, bất kể là đường giao thông hay là tòa nhà chính phủ, đều là dịch vụ giám sát do Tập đoàn An Tâm cung cấp. Nghĩa là, nếu giám sát đoạn đường cao tốc Lữ Châu, nếu thật sự chụp được chứng cứ bất lợi cho Hà Thiên Nhất, với năng lượng của Hà Kiêu, tuyệt đối có thể tiêu hủy. Nghĩ đến đây, Lâm Xuyên nhanh chóng chạm vào giám sát thất tu. Ngay sau đó, hình ảnh video hiện ra trên màn ảnh rộng trong đầu. Chỉ thấy dưới hình ảnh rõ ràng, Hà Thiên luôn ném đá vào những chiếc xe đi ngang qua đường cao tốc Lữ Châu. Một miếng. Hai miếng. Ba miếng. Mỗi lần đá đập vào xe, khóe miệng Hà Thiên nhất sẽ lộ ra nụ cười. Rõ ràng, ném đá vào những chiếc xe đang chạy băng băng trên đường cao tốc là hắn cố ý gây nên. 18 tuổi tin tuyệt đối biết ném đá vào xe cộ trên đường cao tốc sẽ có hậu quả gì. Nhưng hắn vẫn dùng cách này để giải trí. Lâm Xuyên cảm thấy. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Thiên Nhất làm như vậy. Hắn ở trong bóng tối không biết loại chuyện này đã làm bao nhiêu lần, nhưng hắn không hề sợ hãi như thế, tuyệt đối là biết phụ thân Hà Kiêu có thể bình sự cho hắn. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Ha ha. Có người, trong xương cốt chính là xấu. Sau khi biết được sự thật, Lâm Xuyên rốt cuộc nhìn không được nữa. Nghĩ đến một người tốt dốc sức vì sự nghiệp công ích, chết dưới tác phẩm ác độc của gấu con, trong mắt Lâm Xuyên đều muốn phun ra lửa. Ben! Anh ta nhận vụ này. Chỉ là vì báo thù cho Trương Sương Minh. Nhưng bây giờ, sâu trong nội tâm ủng hộ động lực đánh thắng vụ án này của hắn, đã thay đổi. Hắn muốn đòi lại công lý cho cô Trịnh đã chết. Chương 004 điên rồi, hắn muốn đem quan tòa đưa đi dẫm khe hở. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày 25 tháng 11, phiên tòa sau 2 ngày, tất cả chứng cứ tin tức trong hồ sơ đều bị Lâm Xuyên xem hết. Và, khả năng sử dụng hệ thống, Lâm Xuyên sao chép chúng ra. Nhưng cũng có rất nhiều thông tin trong không gian pháp lý là màu xám, nghĩa là không thể xuất hiện trên màn ảnh rộng. Và cách duy nhất chính là Lâm Xuyên cùng đương sự tiến hành tiếp xúc nhưng cho dù trong tay Lâm Xuyên đã nắm được chứng cứ, cũng đủ để cho Hà Thiên Nhất tuyên án. Đối với vụ kiện này, Lâm Xuyên tràn ngập lòng tin. Nhưng cư dân mạng không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ biết, Lâm Xuyên là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, kỳ thực tập còn chưa qua, kinh nghiệm mở phiên tòa là không. Là một con chim non. Mà đối thủ của Lâm Xuyên, Trương Sương Minh. Trong giới luật sư Lữ Châu tuyệt đối là ngôi sao tai to mặt lớn trận đấu thuận buồm xuôi gió, chưa từng có thất bại. Vì vậy, cư dân mạng về cơ bản đã ngầm thừa nhận vụ kiện này sẽ kết thúc bằng việc nguyên đơn thu kiện, họ thậm chí có thể tưởng tượng, Hà Thiên Nhất tiểu tử này tại tòa phóng thích càng rỡ bộ dáng. Sớm thôi, 9 giờ sáng. Hiện trường phiên tòa xét xử vụ tai nạn xe đá trên đường cao tốc. Trước phiên tòa chính thức, ba thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã vào vị trí. Sau đó nhân viên công tác tại hiện trường bắt đầu chuẩn bị dụng cụ phát sóng trực tiếp. Sau năm 2014, phạm là vụ án có thể công khai thẩm tra xử lý, đều có thể phát sóng trực tiếp cho toàn xã hội, chịu sự giám sát của các giới trong xã hội, điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng của pháp luật. Trong khi đó, người dân địa phương Lữ Châu chỉ cần một tấm chứng minh thư cũng có thể đến hiện trường thẩm vấn bàn quan. Phiên tòa chính thức bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 và trong thời gian này thẩm phán và bồi thẩm đoàn luật sư của cả hai bên đều sẽ làm công tác chuẩn bị cuối cùng một khi phiên tòa được mở ra không được lãng phí thời gian để sắp xếp tài liệu trong khi đó thiết bị phát sóng trực tiếp bắt đầu hoạt động do dư luận mạng lên men có rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến phiên tòa này vừa mới mở phòng truyền hình trực tiếp liền tràn vào ba vạn khán giả đến sớm còn chưa mở phiên tòa mà sắp rồi, còn nửa giờ nữa, quan tòa và bồi thẩm đoàn đã vào vị trí, luật sư của hai bên sau còn chưa tới. tôi lăn lộn trong giới luật sư, luật sư trương xương minh có thói quen đến muộn, dùng tự tin ung dung tạo áp lực cho đối thủ, đây là chiến thuật trước sau như một của hắn. nhưng lâm xuyên, tôi không hiểu. pháp luật mở rộng tầm mắt để cho trịnh phu nhân hại cốt chưa lạnh an tâm đi. Tuy rằng cư dân mạng đều nằm thừa nhận bên nguyên cáo sẽ kết thúc bằng thu kiện, nhưng mọi người vẫn ông một tia kỳ vọng, hy vọng pháp luật có thể nghiêm trị Hà Thiên Nhất. Mà vào lúc này, luật sư Trương Sương Minh cuối cùng cũng xuất hiện. Đầu dầu phong cách, âu phục thẳng tắp, đeo kính rộng vàng, hơn nửa dưới nách kẹp một sắp văn kiện thật dày, phong thái luật sư chuyên nghiệp ở trước ống kính hiển lộ không thể nghi ngờ. Nâng cổ tay lên, ưu nhã nhìn thoáng qua rô lấp lánh, 9, 15, còn 15 phút nữa là đến phiên tòa. Sau đó, Trương Sương Minh lại khinh miệt liếc nhìn ghế nguyên cáo. Ánh mắt hiếp lại thành một cái khe. Ô, người này đến muộn hơn tôi, là bỏ cuộc sao? Thời gian trôi qua, kim đồng hồ hiện trường lại di chuyển 5 ô, 9,20 điểm. Luật sư Lâm Xuyên cuối cùng cũng xuất hiện. Tướng Mạo Anh Tuấn, đầy mặt chính khí, nhưng một thân âu phục cùng giày da bình dân giá rẻ của hắn lại làm cho hình tượng luật sư của hắn giảm đi rất nhiều. Người dựa vào quần áo, Phật dựa vào kim trang, kỳ thật giới luật sư thậm chí còn chú trọng thương hiệu quần áo hơn cả giới giải trí. Luật sư giỏi, phí luật sư là một con số thiên văn. Bộ âu phục luật sư trên người đều là kiểu dáng định chế. Lâm Xuyên lớn lên rất đẹp trai, người cũng có tinh thần, chỉ là âu phục không vừa người. Ai, một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, còn đang thực tập kỳ nào có tiền mua định chế kiểu âu phục. Dày da của hắn cũng là hàng vỉa hè, da nhân tạo. Quần áo của Lâm Xuyên khiến khán giả chú ý. Thật là tồi tệ. Nhất là so sánh với Trương Sương Minh, thì càng rõ ràng. Đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ, Lâm Xuyên lại không để ý. Trong tâm trí hắn, công việc của luật sư là giải quyết vụ kiện của người bào chữa. Thay vì tham gia dự án. Vào đi, các con. Lâm Xuyên chào hỏi. Ngoài cửa tòa án có bảy tám đứa trẻ đi vào. Từng đôi mắt chất phát thuần túy, gò má đỏ của Cao Nguyên, quần áo mộc mạc nhưng sạch sẽ. Rõ ràng là, họ đều là những đứa trẻ vùng núi nghèo do bà Trịnh tài trợ. Thấy tình hình này, Trương xương Minh dời tầm mắt tới. Bà ngoại chiêu. Muốn dùng trẻ con vùng núi nghèo khó để đồng tình. Thủ đoạn rất cao minh. Nhưng cũng rất ngây thơ cư dân mạng sẽ thông cảm với họ, nhưng các thẩm phán và bồi thẩm đoàn có kiến thức pháp lý chuyên nghiệp và họ sẽ đưa ra kết quả dựa trên bằng chứng thực tế. Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Sương Minh lão luyện trong lòng đã nắm chắc. Thủ đoạn đồng tình của Lâm Xuyên Bác không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với kết quả thẩm vấn, hiện tại hắn vẫn chiếm cứ địa vị có lợi. Nhưng thật ra, Trương Sương Minh hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Lòng tiểu nhân ghen tị với bụng quân tử. Lâm Xuyên sở dĩ đưa bảy tám đứa trẻ vùng núi này đến hiện trường phiên tòa, cũng không phải muốn bác đồng tình. Mà là muốn cho bọn nhỏ tận mắt nhìn thấy, kẻ giết bà Trịnh sẽ bị pháp luật trừng phạt, để an ủi linh thiêng trên trời của bà Trịnh. Bọn nhỏ, đây là vị trí của chúng ta, đợi phiên tòa bắt đầu, sẽ không cho phép chạy loạn nha. Lâm Xuyên đi tới chỗ nguyên cáo, dặn dò bọn nhỏ. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trương Sương Minh ở ghế bị cáo trực tiếp đi tới. Luật sư Trương, xin chào, xin chỉ giáo nhiều. Lâm Xuyên giả bộ giả nhân giả nghĩa tươi cười. Đưa hai tay ra. Nếu không phải để biết thông tin về Trương Sương Minh trong không gian pháp luật, Lâm Xuyên tuyệt đối sẽ không chủ động lấy lòng. Ồ, Trương Sương Minh liếc Lâm Xuyên một cái, trong mắt không có chút ấy nấy. Hắn không lạnh không nhạt vương tay ra. Khi hai bàn tay chạm nhau, trong đầu Lâm Xuyên như thủy triều tràn vào từng đoạn tin tức liên quan đến vụ kiện. Ngay sau đó, Lâm Xuyên lại đi tới thẩm phán trưởng. Vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào. Thẩm phán trưởng, tôi là luật sư Lâm Xuyên, xin chào. À, xin chào. Thẩm phán trưởng thích quân không hề đề phòng vương tay ra. Cảm giác Lâm Xuyên người trẻ tuổi này rất lễ phép. Nhưng không biết rằng, trong lúc tiếp xúc thân thể với Lâm Xuyên, tin tức màu xám liên quan đến vụ kiện lần này của hắn, đều truyền đến trong đầu Lâm Xuyên. Trí nhớ của hai người đồng thời tràn vào trong đầu, khiến đầu óc Lâm Xuyên trở nên hỗn loạn. Anh ta quay lại chỗ nguyên đơn, nhắm mắt lại. Bước vào không gian pháp lý, kiểm tra thông tin không thể lộ ra ngoài ánh sáng của luật sư bị cáo Trương Sương Minh và chánh án thích quân. Và bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là đến phiên tòa. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thấy Lâm Xuyên nhắm mắt lại, không đi làm bất cứ công tác chuẩn bị nào trong nháy mắt quần chúng kích động quả nhiên tiền nào của nấy luật sư miễn phí trợ giúp pháp lý căn bản không để ý mặc dù biết rõ thắng kiện rất khó nhưng cũng phải có tinh thần rút kiếm chứ còn chưa bắt đầu chiến đấu lâm xuyên đã bỏ cuộc rồi sao lâm xuyên thật làm cho người ta thất vọng ngay cả giới hạn của luật sư cũng không cần anh ta căn bản không phải là một luật sư đủ tư cách sau này mọi người lên tòa cũng không cần tìm anh ta. Trong phòng phát sóng trực tiếp màn đạn tăng vọt, thuần một sắc bình phẩm lâm xuyên. Cho đến khi phiên tòa kết thúc, số lượng màn đạn không ngờ cao tới trăm vạn. Nhưng, sau phiên tòa chính thức, thẩm phán trưởng hỏi Lâm Xuyên có yêu cầu gì không? Câu trả lời của Lâm Xuyên lại khiến hiện trường phiên tòa lặng nhắc như tờ, các vòi phun trên mạng cũng ngậm miệng lại. Thẩm phán trưởng Yêu cầu đầu tiên của tôi là xử bị cáo Hà Thiên nhất tử hình, không hoãn thi hành án, lập tức chấp hành. Đơn kiện thứ hai, kết án luật sư bị cáo Trương Sương Minh hơn 3 năm tù và thu hồi tư cách hành nghề luật sư của mình. Yêu cầu thứ ba, kết án tổng giám đốc tòa án hơn 10 năm tù, khai trừ đảng tịch và tước quyền chính trị. Lâm Xuyên trả lời đầy khí phách. Tất cả mọi người ở hiện trường đều nghe rõ ràng, tất cả mọi người dùng một loại đối đãi người điên ánh mắt nhìn về phía Lâm Xuyên mà khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp cũng đều choáng váng. Cái quái gì vậy? Với tư cách là luật sư của Nguyên Đơn, đấu tranh cho quyền lợi của Nguyên Đơn, thẩm phán yêu cầu bị cáo tử hình thì ai cũng hiểu. Nhưng bị cáo Trương Sương Minh và anh có thù hận sâu sắc không? Ngươi cũng muốn kết án hắn. Quá trừu tượng. Về phần yêu cầu cuối cùng, quả thực là trừu tượng con mẹ nó mở cửa cho trừu tượng, trừu tượng về đến nhà thẩm phán trưởng hỏi anh có yêu cầu gì không? Yêu cầu của anh là đưa thẩm phán trưởng vào tù dẫm lên máy may. Hắn có thể vui lòng sao? Thật sự coi tòa án là nhà của mình sao? Thái quá a. À. Chương 005 Mồ hôi đầm đi đi, lão đệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau phiên tòa, thẩm phán hỏi luật sư của nguyên đơn yêu cầu gì, Lâm Xuyên tỏ vẻ kinh người. Yêu cầu thứ nhất, Kết án bị cáo ngày nào tử hình. Yêu cầu thứ hai, kết án luật sư bị cáo Trương Sương Minh từ 3 năm đến 5 năm tù, thu hồi tư cách hành nghề luật sư. Yêu cầu thứ ba, thẩm phán thích quân bị kết án tù hơn 10 năm và tước quyền chính trị suốt đời. Khán giả tại hiện trường và phòng truyền hình đều bối rối. Bởi vì yêu cầu tố tụng của Lâm Xuyên quá thái quá. Hắn không chỉ muốn đem bị cáo Hà Thiên nhất ra công lý, ngay cả luật sư của bị cáo cũng bị kết án càng làm cho người ta không nói gì chính là, chủ tọa phiên tòa hôm nay, thế nhưng cũng muốn đưa vào ngục giam giảm máy mây, các gia đình, không nhìn được, Lâm Xuyên thật sự là Kyoto học viện luật tốt nghiệp cao tài sinh sao? Hắn đây là cam chịu sao? Buông cười, lần đầu tiên tôi nghe nói luật sư sẽ xử phạt thẩm phán. Phản Thiên Cương Ai, viện trợ pháp lý miễn phí quả nhiên không đáng tin, tôi nghi ngờ Lâm Xuyên uống rượu giả. Bởi vì thao tác lẳng lơ của Lâm Xuyên, số lượng màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp tăng vọt. Mà người ở hiện trường phiên tòa cũng là vẻ mặt mơ hồ. Bị cáo luật sư Trương Sương Minh gãi đầu. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Xuyên là một người rất ổn trọng, sao hôm nay lại giống như người điên uống nhiều rượu vậy? Khụ khụ khụ. Luật sư Nguyên Đơn, tòa án là nơi nghiêm túc thần thánh, xin anh đừng nói bậy bạ, gây rối trật tự. Thẩm phán trưởng thích quân vỗ bang hắn biết Lâm Xuyên là lần đầu tiên đảm nhiệm chức vụ luật sư thẩm vấn, tưởng Lâm Xuyên quá khẩn trương. Nói sai rồi. Cho anh một cơ hội nữa, xin nói lại một lần nữa về yêu cầu của anh. Thẩm phán trưởng đưa mắt nhìn Lâm Xuyên. Yêu cầu thứ nhất, phán xử bị cáo Hà Thiên nhất tử hình, không hoãn thi hành án, lập tức chấp hành. Đơn kiện thứ hai, kết án luật sư bị cáo Trương xương Minh hơn 3 năm tù, thu hồi tư cách hành nghề luật sư. Yêu cầu thứ ba, kết án thẩm phán trưởng thích quân tù hơn 10 năm, khai trừ đảng tịch, tước đoạt quyền chính trị suốt đời. Lâm Xuyên cao giọng. Không thay đổi yêu cầu tố tụng, nhắc lại lần nữa. Lần này, thẩm phán trưởng thích quân ánh mắt thường có thể thấy được lãnh đạm. Lâm Xuyên dậu muối không vào. Cho hắn cơ hội còn không quý trọng, khinh miệt tòa án, nói ra yêu cầu kiện tụng không phù hợp với lẽ thường. Được, đã như vậy luật sư lâm xuyên của nguyên đơn chúng tôi sẽ thụ lý từng yêu cầu tố tụng của anh đối với yêu cầu tố tụng đầu tiên mời luật sư của nguyên đơn trình bày lý do mà bị cáo hà thiên nhất tuyên án tử hình thẩm phán trưởng đưa tay ra ý bảo lâm xuyên nói chuyện mà lúc này nhân viên ghi chép cũng bắt đầu tập trung tinh thần luôn sẵn sàng ghi lại lời khai phản bác của cả hai bên phía chúng tôi tố cáo bị cáo hà thiên nhất trên đường cao tốc cố ý ném đá tìm niềm vui phạm tội cố ý giết người. Khi tuyên án tử hình, Lâm Xuyên đem lý do của hắn nói ra. Mà lúc này, ánh mắt thẩm phán trưởng thích quân rơi vào trên người Trương Sương Minh. Luật sư bị cáo, có cãi lại không? Có. Trương Sương Minh đẩy đẩy kính rộng vàng, tràn đầy tự tin đứng dậy. Vừa rồi luật sư Nguyên cáo nói Hà Thiên Nhất cố ý ném đá. Nhưng căn cứ vào khẩu cung thẩm vấn của cảnh sát để lấy chứng cứ, Hà Thiên ném đá, chỉ là hành động vô tâm, góc độ chủ quan không phải cố ý giết người. Nếu luật sư của Nguyên Đơn có bằng chứng, hãy đưa ra. Nhưng nếu không có chứng cứ, tôi sẽ buộc tội luật sư Lâm Xuyên, bị tình nghi cố ý nói xấu. Luật sư của Nguyên Đơn phải công khai xin lỗi bị cáo của chúng tôi. Trương Sương Minh không hổ là luật sư đứng thứ ba của Lữ Châu. Lò Diệt phát biểu đang xen, đầu tiên chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của Lâm Xuyên dùng khẩu cung thẩm vấn của cảnh sát lật ngược lý do tố cáo của lâm xuyên làm cho nó không đứng vững sau đó lại cắn ngược một miếng tố cáo lâm xuyên thân là luật sư nói xấu hà thiên nhất tại tòa án mà không có bằng chứng muốn hắn công khai xin lỗi loại thủ đoạn biện hộ giết người tru tâm này là thủ đoạn quen dùng của trương xương minh xin lỗi trước tòa mặc dù không phải là phạt nặng gì nhưng lại có thể tạo thành nhục nhã cho lâm xuyên thuộc về tinh thần công kích Xong rồi, Lâm Xuyên còn không bằng không nói lời nào, lần này gây phiền toái đi. Còn phải xin lỗi người ta trước tòa, mất mặt đến tận nhà rồi. Trương Sương Minh thật trâu bò, hơi phát lực đã bắt được Lâm Xuyên, đây chính là sự khác biệt giữa luật sư Kim Bài và luật sư thực tập. Ta đoán chừng trận này thẩm vấn thẩm vấn 5 phút liền kết thúc, Lâm Xuyên cái này lăn đầu thanh, căn bản không phải Trương Sương Minh đối thủ, quá non. Trong phòng truyền hình trực tiếp có thể tự do trao đổi không giống như hiện trường thẩm vấn nghiêm túc như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Xuyên bị bắt được câu chuyện. Nhưng không ngờ, biểu hiện của Lâm Xuyên không chút hoảng hốt. Thẩm phán trưởng, tôi yêu cầu phát video trong USB. Đây là video hiện trường vụ tai nạn giao thông đường cao tốc Lữ Châu ngày 26 tháng 9, ghi lại hình ảnh Hà Thiên Nhất ném đá, cần phải chiếu ngay tại tòa. Lâm Xuyên trầm ổn đem một cái USB trình cho chấp pháp viên được phép chơi. Thẩm phán trưởng thích quân hà khẩu lệnh. Chấp pháp viên lập tức cắm USB vào máy tính, trên màn ảnh hiện trường phiên tòa lập tức chiếu lên hình ảnh video bên trong USB. Đây là Đoạn video vừa được chiếu Bị cáo Hà Thiên Nhất hoảng hốt Bởi vì nội dung trong video thật sự ghi lại quá trình ném đá của hắn. Một khi đã chơi xong, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, hắn là từ nơi nào lấy được băng ghi hình, cha không phải nói tiêu hủy rồi sao? Hà Thiên nhất đổ mồ hôi. Dãy dù muốn xông lên rút USB ra. Nhưng hai cảnh sát chấp pháp viên bên cạnh đã hạn chế hành động của anh. Không thể được. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía luật sư Trương Sương Minh. Nhưng Trương Sương Minh không có bất kỳ hành động nào, trên tòa án, bất kỳ hành động liều lĩnh nào cũng phải trả giá. Cho nên hắn lựa chọn án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì ngay cả khi video bị rò rỉ, dù sao trên người Hà Thiên Nhất cũng xếp đầy BUFF vô địch. Vị thành niên, trầm cảm, tội ác đầu tiên, khi ba nhãn hiệu này kết hợp với nhau, theo kinh nghiệm pháp lý của trang trang chấm bị cáo không bị kết án, nhiều nhất cũng chỉ là đi trại lao động một thời gian. Hiện trường phiên tòa, hình ảnh trong video từng cảnh từng cảnh phát ra, sau khi chơi xong, khuôn mặt vô tội ngụy trang của Hà Thiên Nhất trốt cục bị Lâm Xuyên vạch trần. Thẩm phán trưởng, các vị bồi thẩm đoàn thành viên, theo dõi video bên trong, các ngươi có thể thấy rõ ràng Hà Thiên Nhất hành vi phải chăng bị tình nghi cố ý giết người. Đầu tiên, anh ta không ném đá. Tôi đã cẩn thận đến qua, từ lúc bắt đầu đến khi xảy ra tai nạn xe cộ, tổng cộng hắn ném ra 24 tảng đá. Trong thời gian đó, bốn chiếc xe đã bị đá của anh ta bắn trúng biển số xe tôi cũng đã ghi lại hơn nữa còn liên lạc được với chủ xe thẩm phán trưởng nếu cần thiết chúng ta có thể liên lạc trực tiếp để cho bốn tên chủ xe ra tòa làm chứng nghiệm chứng thật giả lâm xuyên trình lên một bảng trên đó có bốn biển số xe và số điện thoại không cần video là thật không phải do ai tổng hợp chúng tôi có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đánh giá kết quả đánh giá anh ta đưa ra là thật. Thẩm phán trưởng thích quân lắc đầu. Sau đó tầm mắt rơi vào trên người Trương Sương Minh. Trương Sương Minh lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, trầm mặc suy nghĩ lời nói ứng đối. Nhưng Lâm Xuyên cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Liên Châu Pháo tự như đặt câu hỏi. Hà Thiên Nhất liên tục ném ra hơn 20 khối đá là vô tình hành vi. Khi một hòn đá đánh trúng một chiếc xe hơi trên đường cao tốc, Ngày nào lại cười mà không lấy tính mạng của người khác làm niềm vui. Luật sư Trương, ông là tiền bối, xin trả lời trực tiếp. Trương Sương Minh bị ép đứng lên, đón ánh mắt sắc bén của Lâm Xuyên, đổ mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, vốn tưởng rằng phiên tòa này chính là đến cục thanh đồng chiên cá, sẽ sớm kết thúc cuộc chiến. Nhưng thật không ngờ, luật sư đối diện mở cửa. Chương 006. Cường độ kéo căng đối tuyến áp lực quá lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương Sương Minh cứng đờ. Anh Á Khẩu không trả lời được câu hỏi của Lâm Xuyên. Đây là hắn hành nghề nhiều năm qua, tình huống gặp phải lần đầu tiên. Mà sau khi video theo dõi được đưa ra ánh sáng, huyết áp của khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp tăng cao. Đậu má, ném đá lên đường cao tốc, thằng nhóc này là cố ý. Hình phạt. Ủng hộ tử hình. Trương Sương Minh luật sư còn thay hắn biện hộ, nói là vô tâm cử chỉ, hiện tại bằng chứng như núi, như thế nào giảo biện. Lâm Xuyên có thể a, à, lúc trước coi thường hắn, lại có đòn sát thủ. Vừa rồi có việc không có nhìn, hiện tại tình huống gì, như thế nào thế cục hai cấp đảo ngược, vừa rồi Trương Sương Minh không phải yêu cầu Lâm Xuyên công khai xin lỗi sao? Đó đều là lão hoàng lịch, hiện tại khí thế của Trương Sương Minh bị Lâm Xuyên che lấp. Thật đừng nói, vụ kiện này, thật đúng là có khả năng thắng kiện. Hành vi ác liệt của Hà Thiên Nhất thể hiện rõ ràng trong video. Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp vừa mắng chửi anh. Một bên ủng hộ Lâm Xuyên. Mọi người đều không nghĩ tới, vụ kiện này vốn đã thua chắc, lại xuất hiện ngọn lửa hy vọng. Luật sư Trương Sương Minh, xin anh giữ vững đạo đức của pháp nhân, trực tiếp trả lời tôi. Hành động của Hà Thiên Nhất trong video có cấu thành tội phạm ý thức chủ quan hay không? trong cơ thể Lâm Xuyên như bị đánh máu gà. Vụ kiện này không chỉ là vì trịnh phu nhân đã chết đòi lại công đạo, hơn nữa ân oán cá nhân của hắn và Trương Sương Minh trộn lẫn trong đó. Trương Sương Minh vì muốn cho con trai ông ta vào sở luật sư Tân Dương, đẩy vị trí của Lâm Xuyên lên. Vụ kiện này, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, Lâm Xuyên nắm giữ chứng cứ, đủ để tiêu diệt danh tiếng tích góp từng tí một của Trương Sương Minh trong 30 năm hành nghề, cũng có thể khiến hắn bị bỏ tù. Ừ. vâng, hành vi của bị cáo bên ta cấu thành tội phạm chủ quan. trương xương minh suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ tới lý do thoái thác giải vây, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp với lâm xuyên. mà lúc này ba thẩm phán và bồi thẩm đoàn cũng lên tiếng. căn cứ vào hành vi của hà thiên nhất trong video giám sát, chúng tôi nhất trí cho rằng hành vi của hà thiên nhất cấu thành tội phạm đối với tài xế, tội danh giết người có chủ ý. hà thiên nhất anh còn gì muốn nói không thẩm phán trưởng thích quân chỉ vào hà thiên nhất trên ghế bị cáo gửi yêu cầu làm sao có thể không có khả năng video này là tổng hợp hà thiên nhất siết chặt nắm tay cha anh là hà kiêu chủ tịch tập đoàn an tâm cùng ngày xảy ra tai nạn giao thông ở lữ châu trước tiên liền tiêu hủy video trong tay lâm xuyên làm sao có thể có dự phòng hà thiên nhất đầu đầy sương mù bị cáo, nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của tòa án chúng tôi đã giám định qua, video không phải giả mạo, anh còn muốn nói gì nữa? Thích quân nhìn Hà Thiên Nhất. Hiện tại Hà Thiên Nhất đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta nghĩ rằng cha anh ta đã thuê luật sư giỏi nhất cho anh ta. Các bằng chứng liên quan đã bị phá hủy là có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng hiện thực lại cho hắn một kích đón đầu, Hà Thiên Nhất hoàn toàn lúng cúng. Nếu anh không có gì muốn nói, luật sư bị cáo còn gì muốn bổ sung không thẩm phán trưởng thích quân lại ném ánh mắt về phía trương xương minh thẩm phán trưởng các vị giám khảo viên chúng tôi thừa nhận hành vi nguy hiểm chủ quan của hà thiên nhất nhưng mà yêu cầu tố tụng của bên nguyên đơn xin chánh án bác bỏ bị cáo của chúng tôi bị trầm cảm đó là bằng chứng cho sự khởi đầu của bệnh viện và anh ta dễ cáu kỉnh trong thời gian phát bệnh cho nên mới làm ra hành vi gây nguy hiểm cho người khác Trương Sương Minh hành nghề hơn 30 năm, trở thành luật sư vàng tuyệt đối không phải ăn cơm khô. Vì tình hình bây giờ không thuận lợi cho họ, vậy trước hết phải ổn định cục diện, tranh thủ đạt được đột phá từ phương diện khác. Mời nhân viên chấp pháp trình giấy chứng nhận trầm cảm lên. Sớm thôi, một nhân viên thực thi pháp luật đã đưa giấy chứng nhận trầm cảm của Hetiani cho bồi thẩm đoàn. Sau khi kiểm tra, con dấu trên bằng chứng trầm cảm này là thật và hiệu quả có hiệu quả pháp lý. Thấy ổn định cục diện, Trương Sương Minh tiếp tục bổ sung. Theo điều 18 bộ luật hình sự của chúng tôi, bất kỳ bệnh nhân nào bị trầm cảm nặng đều phạm tội khi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng có thể được giảm nhẹ hoặc giảm nhẹ hình phạt. Luật hình sự tử hình do luật sư bên nguyên đơn đề xuất rất không hợp lý. Tôi đề nghị tòa án bác bỏ yêu cầu của anh ta, xử phạt nhẹ hơn. Sau khi nói xong, các thành viên bồi thẩm đoàn châu đầu ghé tai thương lượng ba vị thẩm phán viên cũng bắt đầu trao đổi ý kiến ba phút sau kết luận nhất trí sau khi trao đổi với ban giám khảo và ba thẩm phán của chúng tôi theo luật hình sự của chúng tôi yêu cầu của luật sư bị cáo giang trang Minh là hợp pháp vì vậy hãy yêu cầu luật sư của bên nguyên đơn khởi kiện lại chú ý phải hợp lý chánh án thích quân phát biểu tòa án đã thảo luận cảm thấy đề nghị của trương xương minh phù hợp với pháp quy nên tiếp thu nhưng Lâm Xuyên lại phất phất tay, vẻ mặt kiên định. "Không, tôi kiên trì yêu cầu tố tụng không thay đổi, bị cáo Hà Thiên nhất nhất định phải xử tử hình." Tiếng nói vừa dứt, cả sảnh đường xôn xao. Bởi vì, yêu cầu tố tụng hợp lý mới được tòa án phê chuẩn, nhưng giờ thì rõ ràng rồi, bị trầm cảm, áo vàng BUFS, ngày nào cũng không đạt được yêu cầu tử hình. Nếu Lâm Xuyên một mực theo đuổi Hà Thiên nhất tuyên án tử hình, thẩm phán sẽ bác bỏ yêu cầu tố tụng của anh ta. Sau khi phiên tòa kết thúc, Hà Thiên Nhất sẽ không chịu bất kỳ hình pháp nào được thả ngay tại tòa án. Vì vậy, hiện trường đến dự thính rất nhiều trong nghề luật sư đều cho rằng, lúc này Lâm Xuyên có thể thích hợp nhượng bộ, hạ thấp Hà Thiên Nhất hình pháp yêu cầu. Ví dụ như, để Hà Thiên Nhất đi quản giáo sở ở lại một thời gian. Chết tiệt, trầm cảm có thể miễn trừ tử hình sao? Hắn là cố ý giết người nha. Tuy rằng không hợp lý lắm, nhưng văn bản pháp luật chính là viết như vậy. Không sai, ngươi biết bệnh nhân tâm thần sao? Người mắc bệnh tâm thần, cho dù giết người cũng không đền mạng, trầm cảm cũng không kém nhiều lắm. Vì vậy, có rất nhiều người đã trả tiền để mua giấy chứng nhận tâm thần. Có giấy chứng nhận tâm thần thì tương đương với có giấy chứng nhận giết người. Anh nói xem có trâu bò không? Khán giả trong phòng truyền hình lại nhiệt liệt thảo luận mọi người đều không nghĩ tới trầm cảm hóa ra có tác dụng lớn như vậy có thể giảm nhẹ hình phạt luật sư cũng nguyên đơn vì ông khăng khăng rằng các yêu cầu tố tụng không thay đổi các thẩm phán viên và bồi thẩm đoàn của chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận về các tiêu chuẩn tuyên án tử hình trước đó ngươi còn muốn bổ sung gì không thẩm phán trưởng thích quân lạnh lùng hỏi có tôi có một bản ghi âm ở đây yêu cầu phát sóng tại tòa trong tay lâm xuyên đột nhiên có thêm một chiếc bút ghi âm trong đoạn ghi âm ghi lại sự trầm uất của hà thiên nhất chứng minh bên trong ẩn dấu mờ ám nằm rảnh hắn lại muốn làm chuyện gì lại là usb lại là bút ghi âm người này bản lĩnh thật lớn khán giả trong phòng truyền hình sôi trào trong mắt một đám lóe lên ánh sáng xanh tò mò mà hiện trường chỉ có hai người không tò mò một là bị cáo hà thiên nhất lúc này hắn đang run lẩy bẩy quan sát bút ghi âm. Sợ lại xảy ra chuyện gì? Mà một người không tò mò khác chính là Trương Sương Minh. Vị luật sư huy chương vàng thứ ba của Lữ Châu này, lúc này như ngồi trên đống lửa, trên trán phủ đầy mồ hôi to như hạt đậu, có cảm giác nổ trong bàn quan. Thẩm phán trưởng, ta thỉnh cầu đi về đúc C, thỉnh gián đoạn thẩm vấn. Vốn tưởng rằng là cục cá tráng, nhưng đối tuyến với Lâm Xuyên mới biết được, cường độ kéo đầy, đối tuyến tất cả đều là chi tiết, thương mại áp lực quá lớn. Chương 007 Trên tòa án làm lừa gạt, đây là luật sư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm phán trưởng, ta thỉnh cầu đi về đúc C, thỉnh gián đoạn thẩm vấn. Trương Sương Minh đầy mồ hôi. Cường độ đối tuyến quá lớn, chịu không nổi, phải đi vệ sinh hút hai điếu thuốc chậm rãi. Áp lực lớn như vậy sao? Lần đầu tiên thấy luật sư Trương đi vệ sinh trong quá trình thẩm vấn. Lầm xuyên tiểu tử này có thể a, à, thực tập luật sư vậy mà đem kim bài luật sư đặt trên mặt đất ma sát, Trương Sương ngày mai cuối tiết khó giữ được a. À. Mọi người xem kiểu tóc của Trương Sương Minh đi, lúc phiên tòa bắt đầu, đầu anh ta bóng loáng, bây giờ không thể chống đỡ nổi. Lão Trương, ngươi phải đứng lên a. À. Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp nhau nhau trêu chọc Trương Sương Minh yêu cầu hợp lý và luật sư của bị cáo được phép đi vệ sinh thẩm phán trưởng thích quân trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ hắn từng tiếp xúc với trương xương minh đây là lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy cảm ơn thẩm phán trưởng trương xương minh mặc xám mày cho đi toilet một bên mở cửa xả nước tiểu một bên châm thuốc lá cốc cốc hai vết cắn lúc này mới tỉnh táo lại mà vào lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên rung lên, có người gọi. Trương Sương Minh, anh đang làm cái máy bay gì vậy? Luật sư Kim bài hạng ba lữ châu lại để cho một luật sư thực tập đánh rắm. Trận này kiện tụng nếu như thua, chúng ta tân dương luật sư văn phòng còn có người đến sao? Cổ đông lớn của sở luật sư Cao Dương gọi điện thoại tới, vừa mới kết nối, đối với Trương Sương Minh chính là bổ đầu che mặt mắng một trận. Không phụ lòng chủ tịch, lần này là tôi sơ suất chuẩn bị không đầy đủ trương xương minh vẽ mặt vặn vẹo rít mạnh một hơi thuốc ném tàn thuốc xuống bồn tiểu đối với vụ kiện này trương xương minh kỳ thật không có chuẩn bị gì bởi vì từ chứng cứ trên hồ sơ mà xem hắn đã đứng ở thế bất bại hơn nữa lâm xuyên là luật sư thực tập một tay sắp xếp cho nguyên đơn kinh nghiệm bào chữa là không cho nên trương xương minh càng thêm tin tưởng trận kiện tụng này dĩ nhiên tất thắng nhưng thật không ngờ quốc phòng đầu tiên, đối diện với triều đình hùng vĩ, Lâm Xuyên không chỉ không lúng cúng, lại còn có thể thành thạo triển lãm ra các loại chứng cớ, điều này làm cho Trương Sương Minh mặc cảm. So với năm đó lần đầu tiên hắn làm luật sư biện hộ thì mạnh hơn nhiều. Văn phòng luật Tân Dương chúng tôi đối xử với cô không tệ, để tay lên ngực tự hỏi, lấy bằng cấp của con trai cô có thể vào Tân Dương chúng tôi không? Ta còn không phải nể mặt ngươi, đi cửa sau. Luật sư Trương, nửa hiệp sau anh tỉnh lại đi. Nếu thật sự để cho luật sư thực tập Tân Dương sa thải chúng ta thắng kiện, thành danh của chúng ta có thể sẽ thối, về sau ai còn tới hợp tác? Chủ tịch Cao Dương nóng nảy. Vì chuyện con trai Trương Sương Minh đi cửa sau, hắn nhẫn tầm đá lâm xuyên ra khỏi văn phòng luật sư Tân Dương. Nhưng hiện tại hắn vô cùng hối hận, cảm giác sắp bị cắn trả. Vâng. 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 Chủ tịch, ngài yên tâm, Nửa hiệp sau, tôi sẽ dốc hết toàn lực biện hộ. Đối mặt với lời của trách của chủ tịch, Trương Sương Minh ra sức gật đầu. Hắn cũng biết trận này kiện tụng một khi thất bại sẽ có hậu quả gì, ngày sau không chỉ có văn phòng luật sư Tân Dương lãnh đạm, danh hiệu luật sư kim bài của anh cũng sẽ trở thành trò cười trong giới luật sư. Vì vậy, nhất định không thể thua. Trương Sương Minh hít sâu, điều chỉnh trạng thái, sửa sang lại kiểu tóc, trở lại tòa án. Luật sư của bị cáo đã quay trở lại phiên tòa, tiếp tục phiên tòa và phát các tài liệu được ghi âm. Thẩm phán trưởng thích quân thấy Trương Sương Minh trở về vị trí cũ, vẫy vẫy tay. Chấp pháp viên ngày mai có ý tứ, lập tức đem bút ghi âm nhắm ngay microphone khuếch đại âm thanh. Kế tiếp âm thanh bên trong bút ghi âm, trải qua khuếch đại âm thanh, sẽ làm cho nhân viên dự thính tại hiện trường thẩm vấn đều có thể nghe được, trong phòng truyền hình trực tiếp Internet cũng có nguồn nhập âm lượng chuyên môn bác sĩ trương lễ vật nho nhỏ không thành kính ý hà tiên sinh ngài cho tôi nhiều tiền như vậy không được không được tôi không thể nhận bác sĩ trương ngàn vạn lần đừng từ chối ngài làm xong việc cho thiên thiên nhà chúng tôi lễ vật này ngài nên nhận hiện tại quốc gia kiểm soát nghiêm ngặt chứng minh bệnh tâm thần nhưng chứng minh trầm cảm rất dễ làm tôi chính là chuyện thuận tay thiên nhất mau cảm ơn bác sĩ trương cảm ơn bác sĩ trương hai phút ghi âm, truyền đạt rõ ràng đến tai mọi người. Nhất là câu cuối, cùng Hà Thiên Nhất âm sắc giống nhau như đúc. Thẩm phán trưởng, xin cho phép tôi trình bày một chút nội dung bút ghi âm. Lâm Xuyên và Thích Quân liếc nhau. Tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Trong đoạn ghi âm tổng cộng xuất hiện ba người, người thứ nhất là bị cáo Hà Thiên Nhất, người thứ hai là cha của Hà Thiên Nhất Hà Kiêu, người thứ ba cũng chính là bác sĩ tâm lý họ Trương nội dung ghi âm là hà kiêu sử dụng mạng lưới quan hệ nhờ bác sĩ trương đưa ra giấy chứng nhận trầm cảm cho hà thiên nhất lâm xuyên vừa dứt lời một nhân viên hậu trường đi tới trước mặt thích quân thẩm phán trưởng sau khi so sánh kỹ thuật giọng hà thiên nhất trong đoạn ghi âm trùng khớp một trăm phần trăm bình địa sinh phong hà thiên nhất trên ghế bị cáo bỗng nhiên cảm thấy mặt quá ít lạnh quá thẩm phán trưởng cho dù âm sắc của Hà Thiên Nhất trùng khớp, cũng không thể trực tiếp chứng minh trầm cảm là giả. Hiện tại công nghệ AI rất phát triển, theo tôi được biết, phần mềm AI ở nước ngoài có thể thông qua trích xuất âm thanh, mô phỏng ra âm sắc tương tự 100% với đương sự. Trên nền tảng video ngắn, tôi đã thấy AI Quách Đức Cương nói tiếng Anh, dêm đọc thơ đường lưu loát bằng tiếng Trung và nói tiếng Sơn Đông chính gốc. Vì vậy, tính xác thực của tài liệu ghi âm này còn phải tranh luận lúc vạn phần nguy cấp trương xương minh đứng dậy đối mặt với tài liệu ghi âm trương xương minh lão luyện mở miệng đem chứng trầm cảm thật giả đặt sang một bên sau đó chỉ ra tính chân thực của bằng chứng ghi âm thiếu kiểm chứng làm nước đục cùng lúc đưa ra ba ví dụ để tăng sức thuyết phục để mọi người tin rằng các tài liệu ghi âm trong xã hội hiện đại với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chỉ có thể được sử dụng làm bằng chứng phụ trợ luật sư trương xương minh nói cũng có lý thẩm phán trưởng thích quân khẽ gật đầu. Kể từ khi AI phát triển nhanh chóng vào năm 2023, chi phí làm giả ghi âm giảm mạnh, tính chân thực của ghi âm càng ngày càng không dễ giám định. Vì vậy, tại tòa án, tình trạng của tài liệu ghi âm từ chứng cứ trực tiếp chuyển thành chứng cứ phụ trợ. Nếu luật sư của bên nguyên đơn có thể đưa ra bằng chứng khác chứng minh rằng chứng trầm cảm của đương sự bên chúng tôi là giả mạo, thì hãy tiếp tục. Nếu không có bằng chứng nào khác, thì không thể nói rằng chứng trầm cảm của các đương sự của chúng tôi là giả lần này trương xương minh cảm giác chiếm được thượng phong thần sắc khôi phục vài phần phong thái dĩ vãng nhưng tiếng nói của hắn còn chưa dứt lâm xuyên liền bình tĩnh mở miệng có vì luật sư của bị cáo nói rằng đoạn ghi âm không chứng minh được sự thật của chứng trầm cảm tốt lắm chúng ta kiểm tra tại tòa trước khi mở phiên tòa tôi đã liên lạc với ba chuyên gia trầm cảm nổi tiếng trong nước bọn họ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện hà thiên nhất trong lúc đánh giá cần làm các loại kiểm tra lấy mẫu máu đáp án tình cảm máy phát hiện nói dối lâm xuyên cao giọng sức lực rất dồi dào bị cáo hà thiên nhất anh chuẩn bị xong chưa luật sư cũng nguyên đơn muốn tiến hành kiểm tra trầm cảm cho anh thẩm phán trưởng bị lâm xuyên kinh ngạc anh chàng này suy nghĩ rất chu đáo Đối với tình huống đột phát lại sớm có dự liệu. Cái này, ta chuẩn bị. Ánh mắt Hà Thiên né tránh. Chuyên gia y học nổi tiếng, kiểm tra trầm cảm, đánh giá toàn diện, lấy mẫu máu, đáp án tình cảm. Khi nghe một loạt các từ này, trực tiếp sụp đổ. Trong lòng hắn rất rõ ràng là một phú nhị đại đỉnh cấp, ngày nào cũng vậy. Đừng nói về trầm cảm. Cho dù là lo âu nhẹ cũng chưa từng trải qua không cần nghĩ một khi làm xét nghiệm sẽ lộ tẩy thẩm phán trưởng tôi thừa nhận chứng trầm cảm là giả phong tuyến tâm lý của hà thiên nhất bị đánh tan mà lâm xuyên lại lộ ra nụ cười vô hại nhẹ nhàng nói đùa cậu thôi tôi vừa tốt nghiệp đại học đi đâu liên hệ chuyên gia y học nổi tiếng làm giám định cho cậu tiếng nói rơi xuống đất cả sảnh đường xôn xao mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng chưa từng thấy qua loại thao tác lẳng lơ này thì ra tại tòa án trang nghiêm luật sư cũng có thể nói dối không sợ đối thủ như thần chỉ sợ trương xương minh phẫn nộ vỗ bàn một cái đồng đội heo thẩm phán hắn lừa đảo hà thiên nhất đồng tử đại động đất chỉ vào lâm xuyên trong mắt như muốn phun ra dung nham hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có người ở tòa án lừa đảo quá vô vương pháp. Thẩm phán trưởng thích quân xoa xoa huyệt thái dương. Nhất đầu. Nguyên cáo lâm xuyên không dựa theo lẽ thường ra bài. Nhưng vẫn chưa tìm ra tật xấu của hắn. Khụ khụ khụ. Bị cáo Hà Thiên Nhất. Vừa rồi luật sư của Nguyên Đơn lừa gạt anh, đối với cá nhân anh ta mà nói không có lợi ích gì, bởi vậy không cấu thành lừa gạt. Nhưng anh có thể nói đạo đức của anh ta có vấn đề. Thích quân trận trắng mắt với Lâm Xuyên tại tòa án một luật sư công khai đùa dẫn pháp luật nhưng với tư cách là thẩm phán trưởng còn hết lần này tới lần khác không thể tránh được loại cảm giác này giống như là toàn thân có kiến đang bò thẩm phán trưởng tôi vô đạo đức lâm xuyên nhún vai vẻ mặt chẳng hề quan tâm chỉ cần ngươi không có đạo đức sẽ không bị đạo đức bắt cóc thẩm phán ngươi nhìn hắn hà thiên một người tê dại Trương Sương Minh cũng không khá hơn chút nào. Huyết áp tăng lên 108. Rung rẩy từ trong túi lấy ra thuốc hạ huyết áp, toàn bộ đều uống vào. Vụ kiện chết tiệt này, sắp xuất huyết não rồi. Đây là ai bị? Chương 008. Bùng cháy rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lâm Xuyên chỉ dùng dăm ba câu. Dối gian dân chủ lời xoen xoét Hà Thiên Nhất nôn ra máu huyết áp của Trương Sương Minh cũng tăng thẳng tắp. Thẩm phán trưởng thích quân cắn chặt răng, lại không thể làm gì Lâm Xuyên. Mà khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp lại vui vẻ. Lâm Xuyên cũng quá xinh đẹp, ở trên tòa án làm lừa đảo, Hà Thiên Nhất thật đúng là bị lừa. Ha ha ha, ngươi xem Trương Sương Minh hiện tại trạng thái, mặt đều nghẹn đỏ, gặp được loại này heo đồng đội, ai có thể kéo. Mấu chốt là sau khi thẩm phán cắn nát trăng hàm, nhưng lại bó tay với lâm xuyên quá buồn cười đây nhiều nhất là vấn đề đạo đức nhưng là lâm xuyên trực tiếp thừa nhận mình không có đạo đức đem hà thiên một mạch quá sức thật con mẹ nó hả giận hà thiên nhất cùng trương xương minh hiện tại đều câm điếc tại tòa án thân là luật sư lại ngang nhiên lừa gạt không chỉ có nhân viên hành nghề trong giới luật pháp chưa từng nghe thấy khán giả trong phòng truyền hình cũng bị thao tác của vị thần này làm cho khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp tăng vọt, số người trong phòng truyền hình trực tiếp cũng từ 3 vạn người đột nhiên tăng vọt tới 6 vạn người. Cho dù chứng trầm cảm là giả, yêu cầu Hà Thiên Nhất tuyên án tử hình, kỳ thật hy vọng cũng vô cùng mong manh. Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể gia tăng trừng phạt, nhưng không đạt tới tiêu chuẩn tử hình. Không có biện pháp, Lâm Xuyên có thể đem bất lợi thế cục xoay chuyển đến thuận gió cục, đã rất lợi hại, ai bảo Hà Thiên Nhất có miễn tử kim bài đâu hiện trường phiên tòa, khi khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều cho rằng phiếu thắng đang trong tầm mắt, các luật sư chuyên nghiệp dự thính trong lòng lại biết rõ, Hà Thiên Nhất là trẻ vị thành niên, theo luật hình sự của nước ta, trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, nếu phạm tội cố ý giết người, khi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng phải cân nhắc nhiều mặt, xử phạt nhẹ. Nghĩa là, trải qua một phen thao tác của Lâm Xuyên, Hà Thiên Nhất vốn có thể phóng thích đương triều, đã có thể cân nhắc hình phạt nhưng nói về án tử hình vẫn không thực tế lắm bởi vì ba chữ vị thành niên ở trong pháp luật tương đương với kim bài miễn tử mà vào lúc này trương xương minh mặc xám mày cho đột nhiên phát hiện điện thoại di động rung lên là một tin nhắn ký tên là hà kiêu trương xương minh lão tử cho người 30 vạn luật sư phí người chính là như vậy báo đáp ta nếu như thiên nhất thật sự hình phạt vào ngục giam lưu lại tiền án người cho ta chịu không nổi ngươi nhớ kỹ cho ta, kết quả kém cỏi nhất của phiên tòa này chính là vào trại quản giáo. Đến lúc đó, ta sẽ từ từ vớt người. Không được vào tù. Đọc xong tin nhắn, Trương Sương Minh lau mồ hôi trên trán. Yên tâm, Hà Lão Bản, thiên nhất là vị thành niên, hắn chứng minh thư vẫn là ta tìm đường xử lý, rất ổn. Anh ta không thể vào tù miễn là anh ta có thân phận vị thành niên để che đậy. Trương Sương Minh trả lời tin nhắn đổ mồ hôi hắn biết trong vụ kiện này đã từ thuận gió chuyển thành nghịch gió đánh thắng không thể thắng được có thể làm chỉ có thể tận lực ngăn chặn tổn hại bị cáo luật sư xét thấy bị cáo hà thiên nhất đã thừa nhận trầm cảm chứng minh là giả ngươi còn có thể nói gì thẩm phán trưởng thích quân thật không thể tin được vào mắt mình đối mặt với luật sư thực tập lâm xuyên luật sư kim bại của lữ châu tốt ba thế nhưng lại tắt thở trước kia trương xương minh cũng không mềm mại như vậy thường không đợi thẩm phán ra hiệu hắn cũng đã đứng lên cãi lại nhưng hôm nay hiếm thấy từ đầu đến cuối đều bị ngăn chặn thẩm phán trưởng nếu đương sự của chúng tôi đã thừa nhận tôi không còn gì để nói về chứng trầm cảm trước đó tôi không có trao đổi sâu sắc với đương sự bởi vậy cũng không biết bất quá tôi vẫn không đồng ý với bản án tử hình mà luật sư của nguyên đơn đưa ra luật bảo vệ trẻ vị thành niên của chúng tôi nêu rõ rằng trẻ vị thành niên phải chịu trách nhiệm hình sự nếu chúng cấu thành tội phạm hình sự nhưng mức độ xử phạt hình sự cần phải cân nhắc nhiều mặt tư tưởng của trẻ vị thành niên chưa chín chắn và hình phạt tử hình đối với các đương sự của chúng tôi không khỏi quá nặng nề và không phù hợp với luật pháp và quy định lời khuyên của tôi là thế đưa đương sự của chúng tôi vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên để anh ta được giáo dục tư tưởng và trở lại làm người Trương Sương Minh bỏ xe bảo hiểm, hắn biết, hình phạt đã không thể tránh khỏi, bởi vậy tận lực tranh thủ phạt nhẹ. So với nhà tù, trẻ vị thành niên phạm kỷ luật càng thêm tự do, không gian hoạt động cũng lớn hơn. Với năng lượng của Hà Kiêu, chỉ cần vận dụng quan hệ, có thể dễ dàng vớt người ra. Trước đây đã làm rồi, rất thành công. Chỉ cần sau khi đi ra đổi tên đổi mặt là có thể thần quỷ không biết. Làm nửa ngày, vẫn không cách nào phán xử Hà Thiên Nhất tử hình sao? B.I.A. Trịnh Phu nhân thiện lương chết uổng rồi. Ta mặc kệ, pháp luật nhất định phải nghiêm trị tên xấu xa này, không thể buông tha hắn nha. Ai, đều do pháp luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Nếu Hà Thiên Nhất không phải trẻ vị thành niên, với năng lực của Lâm Xuyên, tuyệt đối có thể khiến hắn phán tử hình. Quên đi, Lâm Xuyên đã cố hết sức, hắn rất không dậy nổi. Hết hạn đến tối hôm qua trên Internet chúng trù luật sư phí đã có 80 vạn, nhưng là một cái nổi danh luật sư cũng không dám tiếp trận này kiện tụng, bọn họ biết đánh không thắng. Nhưng là Lâm Xuyên lại sáng tạo kỳ tích, để vốn nên đương đình phóng thích Hà Thiên Nhất, đạt tới lượng hình tiêu chuẩn, thật sự quá mạnh mẽ. Đúng vậy, luật sư Lâm đã cố hết sức, lúc trước tôi còn hiểu lầm anh ấy, bây giờ tôi xin lỗi anh ấy. Trong phòng truyền hình trực tiếp, khán giả đã chấp nhận kết cục hiện tại. Họ biết, có thân phận trẻ vị thành niên làm bia đỡ đạn, ngày nào không bị tử hình, mà Lâm Thiên dùng sức một mình. To dơ a lai to. Chứng minh là sai, đập tan, luận điệu. Để Hà Thiên nhất đạt tới tiêu chuẩn cân nhắc hình phạt, đây đã là thiên đại kinh hỷ. Khán giả trong phòng truyền hình tuy rằng đều hy vọng Hà Thiên nhất đi chết, nhưng không thực tế. Kết cục hiện tại đã rất hài lòng. Húng hồ luật sư Trương Sương Minh của đối phương cũng đã chịu thua hắn lại còn chủ động đề nghị. Đưa Hà Thiên Nhất vào sở quản lý. Lời này nghe quá hả giận. Tuy nhiên, Lâm Xuyên cúi đầu lấy lòng Trương Sương Minh. Nhưng vẫn không thay đổi tâm ý. Tử hình. Phải bị tử hình. Một phú nhị đại xấu đến tận xương tuỷ, sống an nhàn sung sướng, ý thế hiếp người, lấy tính mạng người khác làm đồ chơi tìm niềm vui, coi mạng người như cỏ rác, nhiều lần khiêu khích giới hạn pháp luật. Huống chi, bà Trịnh là người công ích, hơn nửa đời người đều tận lực vì sự nghiệp công ích, người tốt như vậy, nhưng bởi vì hành vi não tàn của Phú Nhị Đại Hà Thiên Nhất mà mất đi sinh mệnh, có công bằng không? Nếu để Lâm Xuyên tuyên án, cho dù bị bắn 10 lần, hắn cũng không bằng một mạng sống của Trịnh Phu Nhân. Thẩm phán trưởng, yêu cầu của chúng tôi không thay đổi. Là một pháp nhân, Lâm Xuyên quyết không cho phép Hà Thiên Nhất thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật ông ấy muốn trẻ em vùng núi ở hiện trường phiên tòa chính tai nghe được, thẩm phán phán quyết ngày nào tử hình, hãy an ủi linh hồn của bà Trịnh. Tử hình Ta lấy thân phận pháp nhân thề, Hà Thiên nhất nhất định phải xử tử hình. Đối mặt với ống kính, Lâm Xuyên chính khí lẫm liệt cầm trong tay giấy chứng nhận tư cách luật sư. Bìa có tám chữ to đỏ như máu, công lý quốc gia, công bằng công bằng. Trong khi đó, khán giả trong phòng truyền hình chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt meo meo, cháy lên rồi. Chương 009 Đến tội đồng thời phạt, tử hình. Bạn đang nghe tại truyện.audio Đối mặt với ống kính, Lâm Xuyên cầm trong tay giấy chứng nhận tư cách luật sư. Nhìn thẳng Hà Thiên Nhất, trong mắt lộ ra hai đạo sát khí vô hình. Thẩm phán trưởng, nếu Hà Thiên Nhất không phải là trẻ vị thành niên, tỷ lệ hắn bị kết án tử hình là bao nhiêu? 90% thích quân không hề nghĩ ngợi. Câu trả lời quá rõ ràng, cố ý giết người trên đường cao tốc để tìm niềm vui. Đã đạt tiêu chuẩn tử hình. Vậy nếu như là người trưởng thành, hơn nữa còn là người có tiền án thì sao? Ví dụ như nói. Người đàn ông này đã giết chết 6 công dân vô tội và làm bị thương 8 công dân và một cô gái xinh đẹp bị biến dạng, cuối cùng sống trong bóng tối. Nhưng bởi vì năm đó hắn còn là trẻ vị thành niên, cho nên chỉ có thể xử phạt nhẹ, kết quả bị đưa đến sở quản lý lao động vị thành niên 2 năm. Hiện tại hắn đã trưởng thành, lại phạm vào tội giết người, có nên phán tử hình hay không? Thẩm phán trưởng thích quân nghe vậy, đột nhiên nheo chặt mắt, căng thẳng thần kinh. Cái này. Nếu đúng như lời ngươi nói, người này sẽ bị xử tử hình. Mà lúc này, biểu tình của bị cáo Hà Thiên Nhất đột nhiên vặn vẹo. Đồng tử động đất nhìn về phía Lâm Xuyên khóe miệng lẩm bẩm nói không có khả năng hắn làm sao biết chuyện trước kia hiện trường phiên tòa sau khi lâm xuyên đưa ra ví dụ thẩm phán trưởng thích quân luật sư trương xương minh và bị cáo hà thiên nhất trong lòng biết rõ lâm xuyên đang nói gì nhưng những người khác lại nghe vân sơn vụ nhiễu lâm xuyên luật sư đột nhiên nêu ví dụ này là dụng ý gì cái này cùng hà thiên nhất có quan hệ sao tuyệt đối có quan hệ cô nhìn kỹ biểu tình của Hà Thiên Nhất trên ghế bị cáo đột nhiên mất tự nhiên. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, trong mắt tiểu tử này tràn ngập sợ hãi. Ta như thế nào cảm giác thẩm phán trưởng thích quân cũng biến thành là lạ, là ảo giác sao? Cư dân mạng trong phòng truyền hình trực tiếp nhận ra điều gì đó. Tò mò chờ đợi đoạn sau. Hà Thiên Nhất, nguyên danh là Hà Tiểu Long. Sinh ngày 6 tháng 7 năm 2004 tại Hương Giang, con trai của Phú Thương Hà Kiêu, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cưng chiều thành bệnh. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, anh ta đã phạm tội cố ý phóng hỏa. Một siêu thị nhỏ đang bùng cháy vì những tác phẩm xấu xa của anh ấy, khi siêu thị vẫn còn hoạt động. Hai nhân viên bán hàng bị thiêu sống và bốn khách hàng, tổng cộng sáu người chết. Đối với những người bị thương, con số chính thức là tám. Trong đó có một thiếu nữ hoa quý, cô ấy vừa mới học năm nhất bị ngọn lửa này hủy dung, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Hà Thiên Nhất lúc đó. À. Không. Chuẩn xác mà nói là Hà Tiểu Long. Bởi vì hắn chưa đầy 18 tuổi, dựa vào thân phận vị thành niên, hơn nữa phụ thân Hà Kiêu chuẩn bị. Vì vậy, luật pháp đã mất tiêu chuẩn. Chỉ phán hắn đến trại lao động vị thành niên 2 năm. Nhưng cho dù là 2 năm lao giáo, Hà Tiểu Long cũng không có kiên nhẫn chờ đợi tháng tư cùng năm. Hà Tiểu Long đột nhiên mất tích, nhưng Lữ Châu lại có thêm một người tên là Hà Thiên Nhất. Thời gian chính xác là vào ngày 5 tháng 4 năm 2020, địa điểm là tại đồn công an quận Nam thành phố Lữ Châu, Hà Tiểu Long nhanh chóng trở thành Hà Thiên Nhất. Hắn không chỉ đổi tên. Ngay cả ngày tháng năm trên chứng minh thư cũng thay đổi. Trên chứng minh thư, tuổi thật của Hà Thiên Nhất nhỏ hơn 2 tuổi. Nhân tiện, Lâm Xuyên ngừng đối thoại. Hiện trường phiên tòa trong nháy mắt lặng nhắc như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong khi đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bối rối. Lão thiên gia, quá mạnh bạo. Nhưng Lâm Xuyên nói là thật sao? Tra được rồi, năm 2020 quả thật có một vụ án phóng hỏa siêu thương, tên của người bị tình nghi chính là Hà Tiểu Long. Đạo Huyệt, Thần. A à nha, nói cách khác, Lâm Xuyên nói đều là sự thật. Hà Thiên Nhất cũng quá không phải người, trước phóng hỏa án liền thiêu chết người, vậy mà còn không hối cãi, lại đi ra làm yêu. Bắn chết, nhất định phải bắn chết. Đúng vậy, đối với loại người xấu này, sự bắn đều nhẹ. Nếu đặt ở cổ đại, tuyệt đối cho hắn nếm thử tư vị ngũ mã phanh thay. Thật không ra gì, ý vào trong nhà có quyền có thế, coi pháp luật là trò đùa. Đừng nói nữa, trực tiếp bắn chết đi, đã không có vị thành niên thân phận ngày nào nhất định bị phán xử tử hình luật sư trương anh nghĩ cách đi hà thiên hoảng hốt hắn cảm giác được lưỡi hái của tử thần đang vung về phía hắn bởi vì lời lâm xuyên vừa nói vẫn nguyên vẹn tất cả là sự thật ổn định ngươi đừng hoảng hốt chuyện trước kia đuôi đều xử lý sạch sẽ ta đoán lâm xuyên vẫn dùng chiêu cũ Hắn lừa ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng thừa nhận là được. Chỉ cần không có chứng cứ, anh sẽ không bị kết án. Trương Sương Minh sợ đồng đội heo không chịu nổi áp lực. Một lần nữa chủ động thừa nhận. Nhưng thành thật mà nói, hắn ngoài mặt cố giả bộ trấn định, nội tâm đã sớm nhất lên cùng phong mưa rào. Bởi vì, hắn cùng Hà Thiên nhất trong lúc đó có thiên ti vạn lũ màu xám quan hệ, nếu trong tay Lâm Xuyên thật sự nắm giữ chứng cứ, hắn cũng sẽ bị liên lụy bản án. Ư ư ư. Ta biết rồi. Luật sư Trương, tôi nghe lời anh, anh nhất định phải cứu tôi. Hà Thiên Nhất bộc phát ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt, mạnh mẽ gật đầu. Mà Lâm Xuyên lúc này lại vung lên bằng chứng đại chú y, cho hắn một kích trí mạng. Thẩm phán trưởng, đây là tất cả chứng cứ tư liệu, mời các vị giám khảo và thẩm phán viên xem qua. Lâm Xuyên đem một sắp văn kiện dày cộc trình cho chấp pháp viên chấp pháp viên lại chuyển cho ban giám khảo xem. Tất cả mọi người ở hiện trường đều nín thở, chỉ còn lại tiếng xào xạc của trang giấy. Một phút thôi. Hai phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi hà thiên nhất không ngừng từ Thái Dương chảy ra, hắn hiện tại là thật sự sợ. Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của hắn, phụ thân hà kêu một tay che trời. Cho dù hắn phạm phải sai lầm gì cũng có thể giải quyết. Vì vậy, hắn càng ngày càng táo bạo, thậm chí biến thái đến mức dùng ác làm kịch giết người. Hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn biết, phụ thân Hà Kiêu có thể vớt hắn. Nhưng hôm nay, Hà Thiên Nhất ngửi được mùi máu tươi của tử vong, cả người như là bị rút đi lực lượng, ngay cả đứng cũng không vững. Mười phút sau, bồi thẩm đoàn và thẩm phán trao đổi ý kiến. Thẩm phán trưởng thích quân thở không thông báo. Luật sư của nguyên đơn đệ trình chứng cứ là thật bị cáo Hà Thiên Nhất, hiện không còn là trẻ vị thành niên và có tiền án phạm tội, từng phạm tội phóng hỏa vào năm 2020. Trải qua hội thẩm đoàn và thẩm phán viên thương nghị, nhất trí quyết định, đối với Hà Thiên Nhất xử phạt hình phạt sau đây. Tôi, bị cáo Hà Thiên Nhất, là làm giả giấy tờ tùy thân, căn cứ vào điều 280 hình phạt của nước ta, tình tiết nghiêm trọng, bị kết án một năm tù. Hai, bị cáo Hà Thiên Nhất, Trốn khỏi trại giam trong thời gian bị cưỡng bức lao động, theo điều 108 của hình phạt nước ta, tình tiết nghiêm trọng, bị kết án 3 năm tù. 3. Bị cáo Vương Thiên Nhất, ở đường cao tốc Lữ Châu ném đá tìm niềm vui, làm một người chết, thuộc loại giết người đã xong, phạm tội cố ý giết người. Căn cứ vào hình phạt 232 của nước ta, người trưởng thành cố ý giết người, người có tình tiết nghiêm trọng, tuyên án tử hình. Trên. Đếm tội cùng phạt qua phán quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Lữ Châu. Dựa theo nguyên cáo tố cáo, bị cáo Hà Thiên Nhất phán quyết tử hình, không hoãn thi hành án, lập tức chấp hành. Thẩm phán trưởng thích quân một hơi nói xong, con người giống như bong bóng bị rò rỉ khí, hết hứng. Mà lúc này, điện thoại di động của Trương Sương Minh lại rung lên. Chết tiệt, con trai tôi bị kết án tử hình. Tiền không thành vấn đề, mau nghĩ biện pháp. Liếc nhìn tin nhắn, trương Sương minh cười khổ tức bình trong lúc lơ đãng phát hiện ánh mắt sắc bén như đau của lâm xuyên đang hướng về phía hắn tìm cách cứu con trai anh nghĩ cái rắm ta đều nơi bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn chương không một không song sát luật sư bị cáo cũng đưa vào đi bạn đang nghe tại truyện chấm audio chết hình tại tòa án chánh án tuyên án kết quả Hà Thiên Nhất giống như bị rút cạn khí lực. Tê liệt ngã xuống đất, bên cạnh ống quần chảy ra chất lỏng tanh tưởi màu vàng. Đồ xấu xa, ngươi cũng biết sợ mà. Bây giờ hối hận. Muộn rồi. Ác có ác báo, không phải không báo, chưa tới lúc. Lâm Xuyên làm tốt lắm, sau này tôi có kiện tuyệt đối tìm cô. Hiện tại Lâm Xuyên là luật sư mạnh nhất trong lòng tôi. Không có một trong. Thiên lão gia của ta, Lâm Xuyên cái này thực tập luật sư thật sáng tạo kỳ tích. Bà Trịnh, bà có thể yên tâm đi, luật sư Lâm Xuyên trừng phạt hung thủ. Trong phòng truyền hình trực tiếp, khán giả vui vẻ chụp màn đạn. Tuy nhiên, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Hà Thiên Nhất hoàn toàn suy sụp, ngồi phịch xuống đất, hai mắt vô thần nhìn về phương xa, từng hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Rõ ràng, đó là những giọt nước mắt của sự hối hận. Nếu hung thủ đã bị kết án có thể kết thúc phiên tòa không? Nhân viên dự thính tại hiện trường xì si xào bàn tán. Bị cáo Hà Thiên Nhất phán quyết tử hình, lần này thẩm vấn kết thúc, mời các vị. Thẩm phán trưởng thích quân vừa muốn tuyên bố kết thúc phiên tòa, tuy nhiên, lúc này Lâm Xuyên lại đột nhiên mở miệng. Chậm đã. Đơn kiện thứ hai của chúng tôi, kết án luật sư bị cáo Trương Sương Minh hơn 3 năm tù, thu hồi tư cách hành nghề luật sư của anh ta xì si đây là muốn đưa luật sư của đối phương vào tù chết tiệt hắn đến thật hiện trường một mảnh tiếng la ó đương sự trương xương minh đột nhiên chấn động lâm xuyên con mẹ nó ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không phải là chiếm vị trí của anh sao về phần tính toán chi li như vậy trương xương minh nhỏ giọng nói thầm không thể được nên tới chung quy phải tới lâm xuyên ngay từ đầu đã nói hắn có ba yêu cầu yêu cầu đầu tiên bị cáo hà thiên nhất tuyên án tử hình hiện tại tòa án đã tuyên kết quả mà yêu cầu thứ hai chính là đưa trương xương minh vào ngục giam đã như vậy vậy luật sư nguyên cáo xin nói ra lý do lên án của anh thẩm phán trưởng thích quân lòng bàn tay đổ mồ hôi hắn kỳ thật so với trương xương minh còn hoảng hơn bởi vì lâm xuyên giải quyết xong trương xương minh tiếp theo sẽ đến lượt hắn Tôi lên án Trương Sương Minh, thân là người hợp pháp, vượt qua giới hạn pháp luật, khoan lỗ hổng pháp luật. Vụ phóng hỏa Hà Thiên Nhất năm 2029 là anh ta làm người biện hộ kiện tụng. Lúc đó tòa án tuyên án, Hà Thiên Nhất vào trại lao động vị thành niên 2 năm. Nhưng trải qua biến báo của Hà Kiêu, Hà Thiên Nhất đã sớm ra tù, hơn nữa còn thay hình đổi dạng. Mà thay hình đổi dạng là chủ ý của Trương Sương Minh. Anh ấy là một luật sư chuyên nghiệp Am hiểu các quy định của pháp luật, anh ấy biết Hà Tiểu Long chỉ có thể sống bình thường bên ngoài sau khi đổi tên. Hơn nữa, Trương Sương Minh biết tính cách của Hà Thiên Nhất sau này có thể còn vi phạm pháp luật. Vì vậy, hắn kéo dài ngày sinh trên chứng minh thư của Hà Thiên Nhất hai năm. Vì để kim bài miễn tử vị thành niên ở trong tay Hà Thiên Nhất thêm hai năm. Mũi kiếm của Lâm Xuyên nhắm thẳng vào Trương Sương Minh. Người đánh rắm, ăn nói bừa bãi. Trương Sương Minh kích động vỗ bàn. Gân xanh trên cổ nổi lên. Huyết áp lại lên rồi. Đậu má, luật sư Trương Sương Minh chửi thề, các người có nghe thấy không? Thu kiện thì thôi, lâm xuyên lại lên án hắn phạm tội, cho dù Bồ Tát đến cũng phải mắng hai câu quốc túy. Ha ha ha, bị một luật sư thực tập ép đến sơn cùng thủy tận, trách không được chửi má nó. Xong rồi, luật sư Trương xếp hạng ba ở Lữ Châu khó giữ được tuổi già thật ra thì không có gì đáng xem trên tòa ai rối loạn trước thì người đó thua luật sư trương đại loạn cách thu kiện không xa người thường xem náo nhiệt người trong nghề nhìn môn đạo hàng ghế đầu tiên của khu dự thính đều là đồng nghiệp trong giới luật sư lữ châu bọn họ nghe được trương xương minh chửi ầm lên cũng đã biết vụ kiện này đã phân thắng bại khụ khụ yên lặng luật sư bị cáo trương xương minh xin anh bình tĩnh tòa án là nơi trang nghiêm thần thánh, không thể nói tục, phải dùng từ văn minh. Thẩm phán trưởng thích quân phất tay xuống phía dưới, ý tứ là muốn trương xương minh tỉnh táo lại. Thẩm phán trưởng, thật ngại quá, vừa rồi tâm tình tôi kích động. Luật sư Nguyên Cáo nói xấu tôi trước tòa, khiến lý trí tôi rối loạn. Là như vậy. Mặc dù vào năm 2020, tôi đã tham gia phiên tòa với tư cách là người biện hộ cho Hà Thiên Nhất. Cái này ta thừa nhận nhưng mà những gì luật sư nguyên cáo nói sau đó tất cả những chuyện vi phạm giới hạn pháp luật tôi đều không làm đơn thuần là giả dối hư ảo đơn thuần là nói xấu bịa đặt trương xương minh tuy rằng rối loạn một tấc vuông nhưng ý thức pháp lý của luật sư vẫn còn hắn biết lâm xuyên vừa liệt kê chứng cứ nhằm vào hắn thu thập vô cùng khó khăn ví dụ như chứng minh thư anh ta đưa cho hà thiên nhất lúc đó hắn chỉ ra con đường này mà quá trình thực tiễn cụ thể giao cho Hà Kiêu chuẩn bị từ trên xuống dưới. Vì vậy, vô luận tra như thế nào cũng tra không ra trên đầu của hắn. Tuy nhiên, ngay khi nội tâm Trương Sương Minh còn có một tia may mắn. Lâm Xuyên trực tiếp dội cho hắn một chậu nước lạnh. Thẩm phán trưởng, các vị bồi thẩm đoàn. Các ngươi biết vì sao Trương Sương Minh muốn kéo dài tuổi của Hà Thiên Nhất hai năm không? Tại sao không phải một năm? Tại sao không phải là ba năm? hết lần này tới lần khác là hai năm lâm xuyên thừa nước đục thả câu điều này gợi lên hứng thú của hiện trường cùng với người xem trực tiếp luật sư nguyên cáo có chuyện gì cứ nói thẳng thích quân mặc dù cùng trương xương minh là châu chấu trên một sợi dây thừng đều từng cung cấp trợ giúp màu xám cho hà thiên nhất nhưng đối với việc này lại không biết gì cả bởi vì giữa trương xương minh và hà kiêu có một hợp đồng nội dung của hợp đồng là từ năm 2020 đến năm 2024, nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào xảy ra với Hetyan.ii, Changchang.minz phải đảm bảo rằng anh ta sẽ lau sạch mông của mình.ít nhất không thể để Hà Thiên nhất ngồi tù. Sau năm 2024, dựa theo kế hoạch của Hà Kiêu, Hà Thiên sẽ đến học viện thương mại nước M học đại học, hơn nữa còn chuyển sang nước ngoài. mà Hà Kiêu đưa ra lợi thế là mỗi năm 500 vạn lương mời Trương Sương Minh đảm nhiệm cố vấn pháp lý của tập đoàn An Tâm, phí luật sư tính riêng. Thù lao phong phú như vậy, Trương Sương Minh không cự tuyệt. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh ấy quyết định hoãn tuổi của Hà Thiên Nhất trên chứng minh thư lại 2 năm. Bởi vì, ngày sinh trên chứng minh thư chỉ bị hoãn lại 2 năm, đến năm 2024, Hà Thiên Nhất vừa tròn 18 tuổi. Nói cách khác, trong thời gian này, Hà Thiên Nhất vẫn là vị thành niên chỉ cần có được kim bài miễn tử vị thành niên này trương xương minh tin tưởng với trình độ tư pháp của hắn kiện tụng gì cũng không đến mức khiến hà thiên nhất ngồi tù lâm xuyên kể lại nguyên nhân trong đó tất cả mọi người tại hiện trường bừng tỉnh đại ngộ thì ra là có chuyện như vậy về phần chứng cứ trương xương minh là luật sư kim bài trong giới luật sư am hiểu pháp luật điều lệ hắn đương nhiên sẽ không lấy thân phạm hiểm cho nên hoạt động phạm pháp đều giao cho hà kiêu làm hắn chỉ phụ trách bày mưu tính kế. Làm như vậy, cho dù sự việc bại lộ, trên người hắn cũng sẽ không dính buồn. Luật sư Trương Sương Minh là một lão hồ ly, đi trộm gà, hắn cũng không quên lau sạch dấu chân trên tuyết. Nhân tiện, Lâm Xuyên nhìn về phía Trương Sương Minh. Trong phút chốc tầm mắt hai người giao nhau, khóe miệng Trương Sương Minh lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện. Chính xác. Những gì Lâm Xuyên nói đều là sự thật. Nhưng là sự thật thì có thể như thế nào một sự thật không có bằng chứng giống như ánh trăng phản chiếu trong hồ nước không thể phân biệt thật giả tuy nhiên ngay khi trương xương minh âm thầm mừng thầm lâm xuyên lại mở miệng lần này nụ cười của hắn nhanh như ánh sáng biến mất đáng tiếc luật sư trương xương minh thông minh lại bị thông minh hại bằng chứng nguyên thủy nhất không phải là bản hợp đồng sao tôi đoán rằng sự chậm trễ trong việc phá hủy hợp đồng này là để đợi đến năm 2024 và nhận được tất cả số tiền bị đánh cắp trước khi thực hiện. hơn nữa, nếu tôi không nói sai, bây giờ nó vẫn còn nằm trong két sắt trong văn phòng của anh chứ? sau khi nói xong, trương xương minh tự như trúng điểm huyệt, mười giây sau mới lấy lại tinh thần. ngay sau đó chính là chữ ầm lên. thằng nhóc, lúc thực tập ở tân dương cậu đã lật két sắt của tôi.